Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 9. Với thân phận thiếu soái long hồn của anh. Một người của đội huyền cơ nhỏ bé dám bắt anh ư. Chu Chính Quốc không dám làm bừa, Diệp Bắc Minh, cậu biết mình đang làm gì không? Tôi là người của long hồn, cậu dám. Ông ta vẫn chưa nói hết. Đột nhiên dừng lại. Chu Chính Quốc ngẩn người. Bởi vì Diệp Bắc Minh lấy ra một chiếc huy hiệu, gần như giống hệt với huy hiệu của bọn họ đang đeo. Không đúng. Có lẽ là cấp bậc cao hơn. Huy hiệu của Diệp Bắc Minh được chế tạo từ vàng nguyên chất, bên trên có hình cảnh ô liu uốn tròn, một con rồng vàng lượn quanh. Rồng vàng sinh động như thật, dường như muốn phá huy hiệu bay ra. Sao cậu lại có thứ này? Chu Chính Quốc ngẩn người. Các thành viên khác của đội huyền cơ Long Hồn cũng cứng đờ người. Đây là tượng trưng thân phận cấp cao nhất của Long Hồn. Chỉ có nhân vật cấp soái mới có thứ này. Vậy mà Diệp Bắc Minh lại có nó. Huy hiệu này là đồ giả sao? Cũng có khả năng. Nhưng người bình thường không có tư cách nhìn thấy huy hiệu như này, làm sao làm giả được? Nói đi cũng phải nói lại, chiếc huy hiệu này rất giống đồ thật, tỉ mỉ sinh động như thật, cả Long Quốc cũng không có ai dám làm giả huy hiệu cấp soái của Long Hồn. Tại sao? Bởi vì anh ấy là thiếu soái mới bổ nhiệm của Long Hồn. Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Thiếu soái. Đám người Chu Chính Quốc kinh ngạc. Bọn họ chỉ biết, người hôm nay cần bắt là một nhân vật nguy hiểm, không ngờ lại là thiếu soái của Long Hồn bọn họ. Tô Mạc Già mặc quân trang, oai hùng mạnh mẽ. Sải bước lớn đi đến. Cô ta khom lưng 90 độ với Diệp Bắc Minh, thiếu soái, tôi đến muộn rồi. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, đúng là cô đã đến muộn. Tô Mạc Già tỏ vẻ áy náy, xin lỗi, thiếu soái. Sáng nay, giới ủy nhiệm của anh mới đến Trung Hải, sau khi tôi lấy được liền đến đây ngay. Tô Mạc Già lấy giới ủy nhiệm thiếu soái của Diệp Bắc Minh ra. Trực tiếp mở ra. Sau khi đám người Chu Chính Quốc nhìn thấy chữ ký phê chuẩn bên trên, vẻ mặt liền biến sắc. Diệp Bắc Minh là thiếu soái thật. Chu Chính Quốc thay đổi thái độ 180 độ, thiếu soái, là chúng tôi hiểu nhầm. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay lập tức. Chu Chính Quốc rất thức thời, dẫn người quay người đi. Diệp Bắc Minh còn trẻ như vậy, đã được bổ nhiệm thiếu soái, có thể là người bình thường ư? Chu Chính Quốc tuyệt đối không đắc tội được. Tôi cho ông đi chưa? Chu Chính Quốc cứng đờ người quay đầu lại. Thiếu soái, cậu còn muốn thế nào? Mỗi một người tự phế một cánh tay. Cái gì? Trong lòng Chu Chính Quốc nổi lên cơn lửa giận. Bọn họ là võ giả, tự phế một cánh tay thì cả đời cũng bị phế theo. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng nói, Tô Mạc Già, nói với bọn họ, ra tay với thiếu soái, theo quy định của Long Hồn, thì sẽ bị xử lý thế nào? Tô Mạc Già cung kính trả lời, thưa thiếu soái, tước quân hàm. Chém đầu. Đám người Chu Chính Quốc toàn thân run lên. Cắn răng, mỗi người tự chém đứt một cánh tay. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sầm tối nhìn một người trong đó. Tại sao anh không ra tay? Vừa nãy người này ra tay với anh, bị anh đánh nát cánh tay bằng một quyền. Đối diện với câu hỏi của Diệp Bắc Minh, sâu trong đáy mắt người này lóe lên tia âm hiểm, thản nhiên cười nói, thiếu soái, vừa nãy anh tung ra một quyền phế mất một cánh tay của tôi, cho nên tôi thấy hay là bỏ qua đi. Bỏ qua? Diệp Bắc Minh bật cười. Bước lên một bước. Lập tức xuất hiện trước mặt người này. Tấn công một quyền. Phập. Tim bỗng ngừng đập, ngã thẳng xuống đất, chết. Cậu. Đám người Chu Chính Quốc kinh hãi ngây người, bị thủ đoạn kiên quyết của Diệp Bắc Minh dọa sợ tê dại ra đầu. Bọn họ từng thấy người tàn nhẫn nghiêm khắc, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn nghiêm khắc như Diệp Bắc Minh. Dứt khoát nhanh gọn. Cho dù là thành viên của Long Hồn, nói giết là giết. Người này muốn giết tôi giết anh ta. Các ông có ý kiến không? Chu Chính Quốc vốn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Không dám. Sau khi bỏ lại một câu, rồi mang theo thi thể của người này thê thảm rời đi. Sau khi đám người Chu Chính Quốc rời đi, Diệp Bắc Minh nghi hoặc hỏi, đám người này là thế nào vậy? Cảm giác không có tố chất của quân nhân, vừa ra tay đã muốn lạm sát người vô tội. Bọn họ cũng xứng gia nhập Long Hồn sao? Tô Mạc Già giải thích, thiếu soái. Bọn họ là người của gia tộc võ đạo. Diệp Bắc Minh cau mày, Long Hồn còn có người của gia tộc võ đạo ư? Tô Mạc Già nói, ngoại trừ Long Tổ và một số quân doanh bình thường ra,
Long hồn còn có đội thần cơ, đội thiên cơ, đội huyền cơ. Đội huyền cơ lựa chọn người từ trong các gia tộc võ đạo của Long quốc để lập nên. Đội thiên cơ do quốc chủ quản lý, ngoại trừ quốc chủ, không ai có thể điều động. Đội thần cơ vô cùng thần bí, không rõ lai lịch thế nào. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng trách đội huyền cơ có khí tức giang hồ nặng như vậy, là quân nhân mà vừa ra tay đã muốn giết người bình thường. Nếu xuất thân từ gia tộc võ đạo thì có thể hiểu được. Tô Mạc già thở dài, nếu không, thiếu soái cho rằng tại sao những gia tộc võ đạo đó lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Diệp Bắc Minh hơi ngẫm nghĩ gật đầu. Một lát sau, là ai muốn giết tôi? Người của Long Hồn cũng đến, bát sư tỷ của tôi có biết không? Sư phụ vẫn chưa biết, sợ rằng là lãnh đạo cấp cao khác của Long Hồn hạ lệnh cho người của huyền cơ đến bắt thiếu soái. Tô Mạc già nói, hừ. Đáng tiếc, bọn họ không biết thực lực võ đạo của thiếu soái. Trong ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy vẻ lạnh lùng, xem ra phải đến Long Đô một chuyến, tôi muốn xem là ai muốn giết tôi. Anh bảo Tô Mạc già đợi ở cửa, rồi đi vào trong căn nhà thuê của Hạ Nhược Tuyết. Phòng của Hạ Nhược Tuyết đã bị khóa trái. Thịch thịch thịch, ai đó? Giọng hơi căng thẳng của hai cô gái vang lên. Là tôi. Cửa phòng được mở ra. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến mới thở nhẹ nhõm. Họ nhìn ra ngoài phòng, phát hiện không có ai khác ngoài Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói, Nhược Tuyết, cậu ở lại Kim Lăng tạm thời không được an toàn lắm. Về Giang Nam đi, ở Giang Nam, tớ có thể cho người bảo vệ hai người. Tôn Thiến xuồng xã nói, hả? Bảo chúng tôi đến Giang Nam ư? Vậy công việc của chúng tôi phải làm thế nào? Chúng tôi làm ở công ty mỹ phẩm, bây giờ đã là nhà thiết kế cấp cao rồi, nếu bỏ đi, tất cả công sức trước đây coi như uổng phí rồi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, nói thế này đi, tôi mở một công ty, cho hai cô quản lý. Giai đoạn đầu đầu tư 1 tỷ, hai cô có thể tự do phát triển. 1 tỷ. Tôn Thiến ngẩn người. Hạ Nhược Tuyết cũng sợ giật mình. Tôn Thiến vô cùng kích động, lắc cánh tay của Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, chúng ta phát tài rồi. Ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Không đợi Hạ Nhược Tuyết nói gì, Tôn Thiến liền lấy điện thoại gọi cho sếp xin nghỉ việc. Sau khi thu dọn đồ đạc, Diệp Bắc Minh đưa Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến về phủ Diệp ở Giang Nam. Vạn Lăng Phong được biết Diệp Bắc Minh quay về, lập tức chạy đến tham kiến chủ nhân. Chiến thần Lăng Phong, Vạn Lăng Phong. Chủ nhân, Tô Mạc già rất kinh ngạc. Tôn Thiến cũng sợ lè lưỡi. Hạ Nhược Tuyết lại nhìn Diệp Bắc Minh một cách sâu sắc, trong đôi mắt lóe lên vẻ khác thường. Diệp Bắc Minh bảo Tô Mạc già dẫn hai cô gái đi nghỉ ngơi. Còn mình dẫn Vạn Lăng Phong vào trong mật thất. Mật thất sâu 30 mét dưới lòng đất. Đổ bê tông chắc chắn. Sau khi đóng cửa, Diệp Bắc Minh lập tức dặn dò Vạn Lăng Phong chăm sóc tốt Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến. Rồi hỏi tình hình của hầu tử. Vạn Lăng Phong cười nói, chủ nhân, Vương Khinh Hầu rất tốt. Sau khi anh ta quay về đã mở một nhà hàng đồ nướng, ngày ngày ở bên bố mẹ, vui vẻ hòa thuận. Diệp Bắc Minh gật đầu. Hầu tử cũng coi như có khởi đầu tốt. Anh dặn dò Vạn Lăng Phong, đừng quan tâm quá, để tự hầu tử phát triển. Nếu có khó khăn thì giúp sau. Vạn Lăng Phong đồng ý. Diệp Bắc Minh lại bảo ông ta ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược màu đỏ cho Vạn Lăng Phong uống. Vạn Lăng Phong cũng không nhìn mà nuốt luôn. Ông không sợ là thuốc độc à? Chủ nhân, nếu cậu muốn giết tôi thì không cần đến thuốc độc. Ha ha ha. Diệp Bắc Minh bật cười. Rất hài lòng với lòng trung thành của Vạn Lăng Phong, anh không chọn sai người. Khoanh chân, ngồi xuống. Rõ. Vạn Lăng Phong hơi nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Diệp Bắc Minh đi đến sau lưng Vạn Lăng Phong, đưa tay ra đập một chưởng. Ầm ầm. Trong tích tắc, khí thế cả người Vạn Lăng Phong bành trướng lên. Gân cốt kinh mạch toàn thân lốp ba lốp bốp chấn rung, xương cốt vang lên rắc rắc. Lúc này, khí tức cả người Vạn Lăng Phong cuồn cuộn ào ra như nước lũ vỡ đê. Cả mật thất chấn rung, giống như bão táp ập đến. Phải đến 3 phút. Khí tức bùng phát ra từ trong người Vạn Lăng Phong mới dừng lại, việc này, đây, thực lực của tôi, làm sao có thể? Toàn thân Vạn Lăng Phong run lên. Hoàn toàn ngây ngốc. Ông ta lại từ cảnh giới Đại Tông Sư Đỉnh Phong được Diệp Bắc Minh đánh một trưởng tiến vào cảnh giới Võ Linh. Võ Linh, cảnh giới mà ông ta khao khát từ lâu.
đó là một đường ngăn cách, rất nhiều đại tông sư cả đời cũng không thể tiến vào cảnh giới võ linh. Vạn Lăng Phong hòa khóc, rơi nước mắt xúc động, chủ nhân, ân tình của cậu như cha mẹ sinh thành. Cái mạng của Vạn Lăng Phong là của cậu. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, không cần cảm ơn tôi, lần trước tôi hồi phục kinh mạch cho ông, sớm muộn ông cũng có thể tiến vào cảnh giới võ linh. Tôi cho ông uống một viên đan ngưng khí, đã thông kinh mạch cho ông, cho nên mới khiến mọi việc suôn sẻ. Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Ba viên thuốc màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Cầm lấy. Mấy viên đan ngưng khí này đã không có hiệu quả với anh. Uống vào cũng không thể tăng thực lực. Soạt. Vạn Lăng Phong hít khí lạnh. Là chiến thần Lăng Phong, thống soái đại quân 1.200.000 người của hành tỉnh Đông Nam, vừa nhìn là nhận ra vật này. Đan dược. Hơn nữa còn là đan dược cực phẩm. Cậu cho tôi. Vạn Lăng Phong kích động. Toàn thân run lên. Hai chân của vị chiến thần này suýt mềm nhũn. Một viên đan cực phẩm, tùy tiện bán đấu giá cũng được giá trên 100 triệu. Đan dược cực phẩm, hàng 100 triệu cũng có khả năng. Mười mấy viên đan dược cộng lại, ít nhất cũng giá trị hàng chục tỷ. Đan ngưng khí, có thể khiến trong vòng nửa năm ông có thể tiến vào cảnh giới võ vương, Diệp Bắc Minh nói. Cái gì? Vạn Lăng Phong lại chấn hãi. Nửa năm. Võ vương. Vãi. Đó là võ vương đấy. Lúc này, Vạn Lăng Phong kích động đến mức muốn thịt nát xương tan, đi chết ngay lập tức vì Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta vô cùng hưng phấn, biết mình đã lựa chọn đúng. Từ lúc ông ta quỳ xuống, nhận Diệp Bắc Minh làm chủ nhân, đã là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Nếu không nhận Diệp Bắc Minh làm chủ nhân, kinh mạch của ông ta làm sao có thể hồi phục? Làm sao có thể tiến vào cảnh giới võ linh? Làm sao có thể có đan dược cực phẩm? Có lẽ cả đời này chỉ là một chiến thần Lăng Phong, cho đến chết cũng ở bên rìa quyền lực của Long Quốc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vỗ vai Vạn Lăng Phong, đừng kích động, ông nâng cao thực lực cho tốt, tôi đến Long Đô một chuyến, giết mấy người. Vạn Lăng Phong ngẩn người, vội nói, chủ nhân, sợ rằng cậu sẽ không đi Long Đô nữa. Diệp Bắc Minh cau mày, có chuyện gì? Vạn Lăng Phong ngưng trọng nói, sáng nay tôi nhận được tin. Đang định báo cáo với cậu thì cậu về. Thuộc hạ của tôi điều tra được thông tin, 23 năm trước, sau khi mẹ của cậu sinh hạ cậu, rời khỏi Long Đô, hình như đã đến Hương Đảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hương Đảo. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Vạn Lăng Phong gật đầu, đúng thế, sau khi mẹ của cậu đến Hương Đảo, đã tìm Thương Hội Hội Phong. Thương Hội Hội Phong. Bắt đầu từ 200 năm trước Thương Hội Hội Phong đã kinh doanh ngân hàng và tiền gửi, giống như kiểu tiệm cầm đồ thời cổ đại. Chúng tôi nghi ngờ mẹ của cậu đã gửi đồ ở Thương Hội Hội Phong, Vạn Lăng Phong nói. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Mẹ đã gửi đồ gì? Được rồi, tôi biết rồi, ông tu luyện cho tốt, cho người tiếp tục điều tra. Diệp Bắc Minh quay người đi ra khỏi mật thất. Rõ. Vạn Lăng Phong nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Cung kính trả lời một tiếng, rồi mau chóng đi theo. Trong phòng, Tôn Thiến giống như đang nằm mơ vậy, Nhược Tuyết, tốt quá rồi, chúng ta có công ty của mình rồi. Diệp Bắc Minh này rất được mà, ấy vậy mà bỏ ra 1 tỷ lập công ty cho cậu. Ha ha ha, sau này chúng ta giàu rồi. Tớ muốn mua một căn nhà lớn, tớ muốn mua siêu xe. Mình muốn thật nhiều trai đẹp. Tôn Thiến hưng phấn nói. Hạ Nhược Tuyết đưa tay ấn lên trán của cô ta, câu nghiêm túc chút đi. Hi hi, tớ không nghiêm túc đấy. Tôn Thiến vòng tay ôm Hạ Nhược Tuyết, vùi đầu vào lồng ngực cô ấy, tớ phải tìm 7 anh chàng đẹp trai, tối nào cũng ngủ cùng tớ, ngày nào cũng lật thẻ bài. Sao lật thẻ bài, xuất phát từ các hoàng đế Trung Hoa xưa chọn phi tần để thị tẩm mỗi đêm. Trước mỗi bữa tối, quan thái giám sẽ chuẩn bị các thẻ bài có ghi tên từng phi tần. Hoàng đế chọn ai thì sẽ lật úp thẻ bài của người đó, và phi tần được chọn sẽ được gọi vào hầu hạ vua suốt bữa tối và buổi đêm. Hạ Nhược Tuyết trừng mắt thật to. Cô ấy biết cô bạn này chỉ nói cho sướng mồm. Trên thực tế cô ta giống cô, vẫn là cô gái trong trắng. Sờ lung tung gì thế hả? Hi hi hi, tớ cứ muốn sờ đấy, to thế này mà Diệp Bắc Minh đó lại không ăn thịt cậu, thật lãng phí quá. Vậy để tớ, Tôn Thiến nhào đến. A, à, Hạ Nhược Tuyết kinh hãi kêu một tiếng, hai người đùa cười ầm ĩ. Hai cô gái véo ngực, véo eo,
véo chân của nhau. Kêu la hò hét, tút tút tút. Bỗng nhiên, điện thoại của Hạ Nhược Tuyết đổ chuông. Được rồi, đừng đùa nữa, có điện thoại này. Hạ Nhược Tuyết nhận điện. Phía bên kia điện thoại vang lên giọng của một người phụ nữ, vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết lập tức biến sắc, mẹ. Tôn Thiến cũng dừng cười đùa, kinh ngạc nhìn Hạ Nhược Tuyết. Mẹ của Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng nói, con ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng chơi chán rồi chứ. Tìm hai người đóng giả bố mẹ của mình, học cấp 3 ở Giang Nam, rồi đến Trung Hải học đại học, rất vui phải không? Tháng sau là mừng thọ 80 tuổi ông nội con phải quay về. Chuyện của con, gia đình đã sắp xếp. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, kiên cường nói, tại sao? Mẹ à, cuộc sống của con tự quyết định. Mẹ của Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, con không quyết định được. Đừng tưởng mẹ không biết trong lòng con đang nghĩ gì. Con không thích học võ, mẹ không ép. Nhưng con đừng quên, cuối cùng con vẫn là con gái của nhà họ Hạ cổ võ. Diệp Bắc Minh đó, con tưởng mẹ không biết hả? Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc, mẹ. Mẹ của Hạ Nhược Tuyết khẽ cười một tiếng, Nhược Tuyết, đừng để mẹ phải nói lời cay độc. Mẹ cũng không muốn khiến quan hệ mẹ con trở nên khó xử. Diệp Bắc Minh rất được, gây tiếng vang rất lớn đấy, nhưng so với những thiên tài của gia tộc cổ võ, thì cậu ta còn không bằng con chó nhà người ta. Nếu con cứ khăng khăng làm theo ý mình, mẹ dám bảo đảm, ngày mai khi mặt trời mọc, Diệp Bắc Minh sẽ không còn trên đời này. Hạ Nhược Tuyết liền tái mặt. Cô ấy biết gia tộc phía sau mình đáng sợ đến mức nào. Nắm chặt nắm đấm bất lực. Sau đó buông ra. Hạ Nhược Tuyết thỏa hiệp, mẹ, cho con thêm một tháng nữa đi. Một tháng sau, con về dự đại thọ 80 của ông nội. Mẹ của Hạ Nhược Tuyết bớt giận, mềm mỏng hơn, được, Nhược Tuyết, mẹ cho con thêm một tháng, nhớ kỹ, một tháng sau, con không được gặp lại đám người bình thường đó nữa. Vâng. Hạ Nhược Tuyết gật đầu. Buổi tối, Diệp Bắc Minh kiểm tra thương tích cho Hạ Nhược Tuyết. Chắc chắn sẽ không để lại hậu di chứng. Quả nhiên quỷ môn thập tam châm rất khủng bố. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên đề nghị, Diệp Bắc Minh, đi dạo cùng tớ được không? Được. Diệp Bắc Minh nhận lời. Hai người rời khỏi phủ Diệp, lái xe đến con đường nhỏ gần cao trung. Nơi này không phồn hoa như trung tâm thành phố, vô cùng yên tĩnh. Hai người sánh vai bước đi. Bỗng nhiên, Hạ Nhược Tuyết ôm cổ của Diệp Bắc Minh, đặt một nụ hôn lên môi anh. Diệp Bắc Minh ngẩn người, cơ thể cứng đờ. Anh không ngờ Hạ Nhược Tuyết lại đánh úp đột ngột, hơn nữa, anh cũng không tránh được. Đúng thế, Hạ Nhược Tuyết hành động quá nhanh. Mình không tránh được. Diệp Bắc Minh, tớ thích cậu. Hạ Nhược Tuyết bất ngờ tỏ tình. Đây là lần thứ hai tớ tỏ tình rồi, đừng từ chối tớ nữa, được không? Cho dù cậu chỉ thích tớ, một tháng. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ, anh đang định lên tiếng. Phụt, tiếng có người rơi xuống nước vang lên, gây tiếng động rất lớn. Diệp Bắc Minh nhìn về phía bên này, thấy một bóng người quen thuộc đang giãy giụa dưới nước. Ngư Ấu Vi. Dưới nước lan ra một mảng máu đỏ, cô ta đã bị thương. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu, Nhược Tuyết, đợi tớ một lát. Phút người lên, nhảy vào trong hồ hộ thành. Anh dẫm chân lên mặt nước, lướt về phía Ngư Ấu Vi như chuồn chuồn đạp nước. Lúc này, có ba người đàn ông đứng bên hồ, đều là thực lực cấp tông sư. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh, liền cười lạnh lùng một tiếng, cút. Muốn cút thì cũng là các người cút. Diệp Bắc Minh dậm chân trên mặt nước, sau khi tóm được Ngư Ấu Vi liền nhảy lên trên bờ. Muốn chết đây mà. Một tông sư võ đạo trong đó tung một quyền đến mang theo luồng gió gào thét. Phập. Diệp Bắc Minh ôm Ngư Ấu Vi, đá một cú. Phụt. Phun ra máu tươi, tên tông sư võ đạo này bị đá chết. Hai người còn lại hít khí lạnh, quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh ôm Ngư Ấu Vi đuổi theo, muốn chạy hả? Phập phập, anh tung ra hai cú đá khiến họ bị thương nặng, rồi lạnh giọng hỏi các người là ai? Xèo xèo. Đột nhiên, toàn thân hai tông sư này run lên, miệng sùi bọt trắng chết. Chúng độc. Diệp Bắc Minh nhìn ra bọn họ đã cắn vỡ thuốc độc ngậm trong miệng. Anh cũng mặc kệ hai người họ, kiểm tra thương tích của Ngư Ấu Vi. Ở vị trí lồng ngực của cô ta có hai cái lỗ đang chảy máu tươi. Phụt, phụt. Diệp Bắc Minh lấy kim châm ra cắm vào huyệt đạo cầm máu.
Ngư Ấu Vi mở mắt, phát hiện là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, là anh. Đừng nói gì, bây giờ cô rất yếu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Xoẹt. Anh xé rách áo của Ngư Ấu Vi, lấy thuốc cầm máu cho cô ta. Hôm qua chị thương cho Hạ Nhược Tuyết, đan dược còn thừa được anh cất vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Lúc này giơ tay lên là có thể lấy ra. Ngư Ấu Vi dây dụa muốn đứng lên. Chân mềm nhũn, lại nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, tôi đã điều tra được thông tin mà anh cần. Một, chưa đến một tuần, năm ngày, trong năm ngày, tôi hoàn thành được lời hứa của tôi. Diệp Bắc Minh rất kinh ngạc, cô chỉ vì việc này mà mất nửa cái mạng hả? Ngư Ấu Vi cắn răng. Tôi đã nói, tôi không nợ anh gì hết. Cô ta lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi, cái này, là mẹ anh để lại. Kiểu dáng cổ xưa, sang trọng hoa lệ. Bên trên còn có một hình phượng hoàng. Vừa nhìn là biết đồ của phụ nữ. Tháp càn khôn chấn ngục bỗng truyền âm, nhẫn chữ vật. Cậu nhóc, mẹ cậu không phải là người bình thường đâu. Diệp Bắc Minh bất ngờ, nhẫn chữ vật, đó là cái gì? Tháp càn khôn chấn ngục giải thích, đó là một loại kỹ thuật mở ra không gian trong chiếc nhẫn để chứa đồ vật. Cậu có thể hiểu không gian của nhẫn chữ vật giống như không gian trong ngọc bội tháp càn khôn chấn ngục, nguyên lý gần như nhau. Nhưng không gian trong nhẫn không to bằng tháp càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh liền hiểu ra. Bên trong chiếc nhẫn có một khoảng không gian. Có thể chứa đồ vật. Giống như ngọc bội mà mẹ để lại, bên trong có một tòa tháp càn khôn chấn ngục. Làm thế nào để mở được thứ này? Diệp Bắc Minh ổn định thương tích cho Ngư Ấu Vi. Rồi gọi cho Vạn Lăng Phong, bảo ông ta đến xử lý việc bên này. Rồi anh ngồi nghiên cứu nhẫn chữ vật ở một bên trong lúc chờ đợi. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, sử dụng thứ này cần phải thần niệm. Đối với người luyện võ, bắt đầu tiến vào cảnh giới võ tông, mới có thể có thần niệm. Không có thần niệm, thì không thể mở được nhẫn chữ vật. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, vậy sao? Nhưng cái gì? Tôi là ai chứ? Bắt đầu từ lúc chúng ta ràng buộc với nhau, thì cậu đã có thần niệm rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh bất ngờ. Tháp càn khôn chấn ngục nói, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể cảm nhận được mọi thứ trong phạm vi bán kính 500 mét, hơn nữa, còn có thể nhìn rõ được cảnh giới võ đạo của người khác, đó chính là sức mạnh của thần niệm. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Thì ra là vậy. Đeo nhẫn chữ vật lên tay đi. Sau đó tĩnh tâm, thần niệm kết nối với chiếc nhẫn. Diệp Bắc Minh làm theo. Tất cả mọi thứ bên trong nhẫn chữ vật xuất hiện trước mắt anh. Không gian trong nhẫn chữ vật không lớn, chỉ khoảng 3-4 mét vuông. Diệp Bắc Minh nhìn những thứ bên trong mà ngẩn người. Là một vài bộ quần áo và đồ chơi trẻ con. Diệp Bắc Minh đồng ý niệm, những bộ quần áo này xuất hiện trong tay anh. Đường may hơi gượng gạo, không khó nhìn ra, là do một người phụ nữ khâu từng đường kim mũi chỉ. Mẹ! Diệp Bắc Minh đỏ hoe đôi mắt. Bên trên có khí tức của mẹ. Tháp càn khôn chấn ngục. Mau dùng vạn lý truy tông đi. Diệp Bắc Minh nhỏ một giọt máu lên trên. Một lát sau, không có phản ứng gì. Tại sao lại như vậy? Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, tôi sớm đã đoán được. Thứ nhất, thực lực của cậu không đủ, cho dù dùng vạn lý truy tông, cũng chỉ có thể truy tìm được trong khoảng bán kính 1000 dặm. Thứ hai, mẹ của cậu chưa chắc đã ở trong phạm vi bán kính 1000 dặm. Cậu nhóc, muốn tìm mẹ cậu. Đầu tiên là nâng cao thực lực trước, thực lực được tăng lên, thì sức mạnh của cậu cũng tăng lên. Đến lúc đó dùng vạn lý truy tông tìm mẹ của cậu, chỉ cần một ý nghĩ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cất gọn tất cả quần áo. Bỗng nhiên, một chiếc chìa khóa trong chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của Diệp Bắc Minh. Một ý nghĩ, chìa khóa xuất hiện trong tay. Nhìn kiểu dáng của chìa khóa, là sản phẩm công nghiệp hiện đại. Bên trên chiếc chìa khóa mạ vàng còn có con số 256. Nó có ý gì? Vạn Lăng Phong chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Thi thể của ba tông sư võ đạo được Vạn Lăng Phong đưa đi xử lý. Nhân tiện điều tra rõ ràng thân phận của họ. Ngư Ấu Vi được đưa đến phủ Diệp dưỡng thương. Với y thuật của Diệp Bắc Minh, Ngư Ấu Vi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người đau khổ duy nhất là Hạ Nhược Tuyết, cô ta lại tỏ tình thất bại. Nhưng, tối nay cũng coi như rất thành công, dù sao đã hôn được Diệp Bắc Minh. Nửa đêm, Ngư Ấu Vi tỉnh lại. Một giọng nói vang lên, cô tỉnh rồi à? Soạt,
Ngư Ấu Vi giật nảy mình giống như con mèo. Cảnh giác nhìn xung quanh. Khi cô ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng, Diệp Bắc Minh ngồi ở chỗ không xa, mới thở nhẹ nhõm, anh lại cứu tôi lần nữa. Diệp Bắc Minh không nhiều lời, giơ ba ngón tay ra, ba câu hỏi. Thứ nhất, làm sao cô có được chiếc nhẫn của mẹ tôi? Thứ hai, ba tông sư võ đạo đó là ai? Tại sao truy sát cô? Thứ ba, cô đã điều tra được gì? Ngư Ấu Vi cũng trả lời dứt khoát, tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của anh trước. Chiếc nhẫn này là tôi ngẫu nhiên phát hiện được trong một vụ án lớn khi kiểm tra một số tài liệu về Giang Nam 23 năm trước. Lúc đó vụ án này rất chấn động, hình như 23 năm trước, Sotheby tổ chức một hội đấu giá. Lúc đó người của giới võ đạo tranh nhau một số đan dược, ra tay tàn sát, thương vong nghiêm trọng. Lúc đó gần 1/3 số người trong bảng xếp hạng tông sư võ đạo Á Châu chết. Diệp Bắc Minh hơi kích động trong lòng. Có lẽ chính là lần mẹ bị bao vây tấn công. Ngư Ấu Vi nói tiếp, câu hỏi thứ hai, ba tông sư võ đạo đó là ai, tôi cũng không biết. Sau khi tôi vào Giang Nam, bọn họ đột ngột xuất hiện muốn giết tôi. Câu hỏi thứ ba, bố mẹ nuôi của anh đúng là bị đổ oan, người mà 5 năm trước giết nhà họ Diệp anh, không phải là bọn cướp bóc, mà là hai võ giả cấp thiên. Tôi tìm được phòng hồ sơ của Long Tổ, từ trong đó tìm được ghi chép vụ án của nhà họ Diệp 5 năm trước. Không phải Long Tổ không biết chuyện của nhà anh, mà là lựa chọn coi như không biết. Cô ta hít sâu một hơi. Diệp Bắc Minh, xin lỗi, là tôi đổ oan cho anh. Còn có một chuyện. Diệp Bắc Minh nhìn Ngư Ấu Vi, chuyện gì? Ngư Ấu Vi cau mày, tôi điều tra được là ai ra lệnh phải giết anh, tôi đã hỏi cấp trên của tôi, không phải là lãnh đạo Long Tổ chúng tôi hạ lệnh. Mà là người cấp cao hơn của Long Hồn, trong đội thần cơ có người ra hạ lệnh giết anh. Đội thần cơ. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, sau đó gật đầu tốt, tôi biết rồi. Bây giờ, chúng ta không ai nợ ai, tạm biệt. Ngư Ấu Vi ném lại một câu, quay người định bỏ đi. Khụ khụ. Vừa đi được hai bước liền trượt chân. Suýt ngã nhào. Diệp Bắc Minh chạy lên một bước, đỡ lấy eo thon nhỏ của cô ta, cô cứ ở phủ Diệp dưỡng thương trước rồi đi thì hơn. Anh, buông tay ra. Ngư Ấu Vi cảm thấy vùng hông hơi tê tê. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. A. À, Ngư Ấu Vi trượt chân, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Bắc Minh quay người đi ra khỏi phòng, đây là phòng của tôi, tạm thời cho cô ở lại. Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh đi ra khỏi phòng, Ngư Ấu Vi tức muốn chết, tôi bảo anh buông tay thì anh buông tay hả? Khốn khiếp. Chủ nhân. Vạn Lăng Phong đã đợi ở cuối hành lang từ lâu. Lâm Thương Hải cũng có mặt, tham kiến thiếu chủ. Diệp Bắc Minh đi lên, điều tra được chưa, ba tông sư võ đạo đó là ai? Vạn Lăng Phong tỏ ra hơi nghiêm trọng, lấy ra ba miếng da người. Trên mỗi miếng da đều có hình xăm đầu lâu màu đỏ. Diệp Bắc Minh cau mày, đây là... Vạn Lăng Phong nói, miếng da này được cắt từ phần ngực của ba tông sư võ đạo đó. Diệp Bắc Minh hỏi, nó có ý nghĩa gì? Để hội trưởng Lâm giải thích đi. Vạn Lăng Phong lùi lại nửa bước. Lâm Thương Hải nói với vẻ nghiêm trọng, thiếu chủ, ba tông sư này rất có khả năng là người của Điện Huyết Hồn. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, Điện Huyết Hồn. Lâm Thương Hải vẫn tỏ ra nghiêm trọng, giải thích nói, thiếu chủ, tôi cũng chỉ nghe nói đến Điện Huyết Hồn, không ngờ nó có thật. Ông ta còn chưa nói hết. Bên ngoài phủ Diệp vang lên tiếng hô, quân lệnh Long Hồn đến. Thiếu soái Diệp Bắc Minh, mau ra tiếp lệnh. Quân lệnh Long Hồn. Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong quay sang nhìn nhau. Đi thôi, ra xem sao. Ba người đi ra cổng phủ Diệp. Tô Mạc Già cũng nghe thấy tiếng hô, vội vàng chạy ra, thiếu soái, có chuyện gì vậy? Tôi không biết. Đoàn người đến cổng lớn phủ Diệp. Chỉ thấy một chiếc xe di đỗ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc cầm một tờ quân lệnh. Diệp Bắc Minh, tôi là Triệu Tranh, phụ trách truyền lệnh của Long Hồn. Bây giờ tôi tuyên bố 5 tội lớn của Diệp Bắc Minh. Lạm sát người vô tội, vô cớ tiêu diệt nhà họ Triệu ở Giang Nam là tội thứ nhất. Tội thứ hai, không phân phải trái trắng đen, giết bạn quốc tế Đông Doanh. Giết Doãn Thiên Hùng, Trương Nhất Phong, gây ảnh hưởng xấu cho giới võ đạo là tội thứ ba. Tội thứ tư, ban đêm đột nhập vào nhà họ Giả ở Kim Lăng, giết người phủ giả, thủ đoạn tàn nhẫn. Đội Huyền Cơ chấp pháp. Cậu là thiếu soái Long Hồn lại phế đi cánh tay của chiến sĩ đội cơ doanh Long Hồn,
khiến họ tàn phế, là tội thứ năm. Triệu Tranh lạnh giọng quát, Diệp Bắc Minh, năm tội lớn đã định. Hạn cho cậu trước 8 giờ sáng mai, đến tòa án quân sự Long Đô, tiếp nhận phán quyết. Ông ta tiến lên một bước, quát nói. Quân lệnh đã đến, Diệp Bắc Minh tiếp lệnh. Ông là cái thá gì mà phán quyết tôi? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Bỗng nhiên, anh nhảy vụt lên. Phập, một luồng sóng khí cường mạnh cuồn cuộn lan ra. Triệu Tranh tuyên bố quân lệnh Long Hồn như bị sét đánh. Phụt, hai chân ông ta mềm nhũn, quỳ xuống đất, đầu gối nổ tung. Hai chân trực tiếp bị phế. Triệu Tranh kinh hãi ngẩng đầu, Diệp Bắc Minh, làm sao cậu dám? Trấn hãi, che lấp cơn đau ở đầu gối. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu lại, đi vào phủ Diệp, các người không có quyền phán quyết tôi, bảo tôi đến tòa án quân sự hả? Ha ha, thiếu soái Long Hồn này, không làm nữa cũng được. Soạt, Diệp Bắc Minh giơ tay, trực tiếp ném huy hiệu thiếu soái Long Hồn ra. Tinh tang, chiếc xe Jeep bị huy hiệu phi xuyên thủng ngay tại chỗ. Chủ nhân, Vạn Lăng Phong kinh ngạc. Lâm Thương Hải kinh hãi kêu lên, thiếu chủ. Tô Mạc già thộn cả người, ngây ra tại chỗ thiếu soái. Ba người chấn hãi quay vào phủ Diệp. Đến phòng khách, Vạn Lăng Phong kinh sợ tê dại ra đầu, chủ nhân, cậu không cần thân phận thiếu soái nữa ư? Lâm Thương Hải cũng không thể tin nổi. Thiếu soái đấy, đó là khái niệm thế nào chứ? Nó còn có trọng lượng hơn chức hội trưởng võ đạo hành tỉnh Đông Nam của ông ta. Diệp Bắc Minh còn trẻ như vậy, thiếu soái 23 tuổi, nói không cần là không cần nữa. Khí phách này, ai có thể địch nổi? Tô Mạc già nuốt nước miếng, tiểu sư bá, đó là giấy quân lệnh, anh sẽ gặp rắc rối lớn đó. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt không sao, không sao, vị trí thiếu soái này, vì tôi nể mặt bát sư tỷ nên mới nhận. Bọn họ đã muốn tôi đến tòa án quân sự, thì tôi dứt khoát trả lại vị trí này cho họ là được rồi. Vạn Lăng Phong thộn mặt. Với thân phận chiến thần của ông ta, nằm mơ cũng muốn tiến thêm một bước. Vị trí chí cao vô thượng như vậy, Diệp Bắc Minh nói từ bỏ là từ bỏ, ông ta tự nhiên không làm được điều này. Thiếu chủ không hổ là con trai của người phụ nữ đó. Lâm Thương Hải nghĩ thầm. Tô Mạc già lo lắng. Vội vàng chạy đến một bên gọi điện cho Lục Tuyết Kỳ, thông báo chuyện xảy ra ở đây. Diệp Bắc Minh hỏi. Hai ông nói cho tôi biết chuyện điện huyết hồn đi. Lâm Thương Hải gật đầu, vâng, thiếu chủ. Điện huyết hồn là một tổ chức võ đạo vô cùng thần bí, sức mạnh của nó nằm khoảng giữa gia tộc cổ võ và thế gia võ đạo. Hơn nữa, điện huyết hồn vô cùng đáng sợ, chưa đạt mục đích thì không thôi. Long Quốc 50 năm lại đây từng xảy ra 17 vụ án thảm diệt môn, trong đó có 11 vụ là do điện huyết hồn làm. Tóm lại, đó là một tổ chức mà bất kỳ ai nhắc đến cũng phải khiếp sợ của giới võ đạo, không ai dám đắc tội. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tìm hiểu bước đầu. Điện huyết hồn đuổi theo ngư ấu vi hình như chính là vì chiếc nhẫn kia. Chẳng lẽ mẹ có liên quan đến điện huyết hồn? Đáng tiếc, ba tông sư võ đạo kia đã chết, không hỏi được thứ gì. Sau khi trầm ngâm, Diệp Bắc Minh quyết định đi cảng đảo một chuyến. Anh muốn xem mẹ anh để lại thứ gì ở thương hội Hội Phong. Lăng Phong, chuẩn bị cho tôi vé tàu cao tốc một tiếng sau, tôi muốn đi cảng đảo. Vâng. 6 giờ sáng. Trụ sở chính Long Hồn, Long Đô. Bên trong phòng họp. 7-8 người đàn ông ngồi bên trong. Chiến thần Đường Kinh Thương bất ngờ cũng ở trong đó. 4-50 người đứng xung quanh phòng họp, đều là tầng lớp cấp cao đứng đầu Long Hồn. Thân phận mỗi người đều có thể so sánh với chiến thần Lăng Phong. Nhưng ngay cả tư cách ngồi cũng không có. Một người đàn ông trung niên đập bàn, cái gì, Diệp Bắc Minh dám láo xược như vậy? Là ai cho hắn lá gan đó, quân lệnh của Long Hồn truyền đến, hắn còn dám đánh trọng thương sứ giả truyền lệnh. Ngụy Kinh Phú, cấp bậc đại soái, xếp thứ 5 trong thập đại chiến thần Long Hồn, được gọi là Ngụy Thần. Một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn, đầu gối bó thạch cao, sắc mặt khó coi. Chính là thiếu tướng truyền lệnh Triệu Tranh của Long Hồn. Mặc dù cấp bậc của Triệu Tranh thấp hơn Diệp Bắc Minh, nhưng ông ta là quan truyền lệnh đó, còn là thuộc hạ của Ngụy Thần. Dù cấp soái nhìn thấy quan truyền lệnh cũng phải khách khí ba phần. Diệp Bắc Minh lại trực tiếp ra tay, đánh gãy hai chân ông ta. Giọng Triệu Tranh khàn khàn, Ngụy Thần,
xin ông hãy làm chủ cho tôi. Diệp Bắc Minh coi rẻ quốc pháp, phế hai chân tôi như vậy chính là tát vào mặt Long Hồn. Cũng như là tát vào mặt Long Quốc. Đám chiến thần Long Hồn Đường Kình Thương đều im lặng. Chờ đợi chuyện phát triển. Ngụy Kinh Phú tay cầm báo cáo, lạnh lùng nói, tin tức mới nhất, 30 phút trước Diệp Bắc Minh đã ngồi tàu cao tốc đi cảng đảo rồi. Ngồi tàu cao tốc đi cảng đảo. Hắn muốn chạy trốn sao? Ha ha, đến máy bay cũng không dám ngồi, đúng là sợ chết rồi. Trong phòng họp truyền đến tiếng cười nhạo. Két. Đột nhiên, cửa phòng họp được mở ra, một cô gái ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Cô ấy mặc trang phục đại soái oai phong lẫm liệt. Soạt. Ánh mắt tất cả mọi người trong chốc lát đều rơi trên người cô gái này. Lục Tuyết Kỳ. Nữ chiến thần Long Hồn. Lục soái. Khoảnh khắc Triệu Tranh nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, trong con người đều là tia máu, chính là cô ấy tiến cử Diệp Bắc Minh vào Long Hồn. Hóa ra tất cả mọi người đều ở đây à? Nếu họp, tại sao không thông báo cho tôi biết, Lục Tuyết Kỳ chất vấn. Im lặng. Không ai dám trả lời. Cô ta nhìn khắp bốn phía, sau đó tiếp tục nói, muốn bắt sư đệ tôi ra tòa án quân sự, cũng không thông báo cho tôi biết một tiếng. Coi Lục Tuyết Kỳ tôi không tồn tại sao? Vẫn không ai nói gì. Ai cũng biết người phụ nữ này không đơn giản. Tạm thời ai cũng muốn nể mặt cô ấy. Triệu Tranh đỏ mắt, khan khan nói, Lục soái, Diệp Bắc Minh coi thường quân lệnh của Long Hồn. Còn đánh người Long Hồn bị thương, dù là sư đệ của cô vẫn muốn bao che cho hắn. Giọng nói của Triệu Tranh vang vang có lực, vang vọng khắp phòng họp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Triệu Tranh. Thật can đảm. Dám nói như vậy ở trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Mặt đẹp của Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo như băng, nhìn Triệu Băng, là ai cho ông lá gan bắt sư đệ tôi ra tòa án quân sự? Diệp Bắc Minh lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ không nên ra tòa án quân sự sao? Triệu Tranh quát lớn. Lục Tuyết Kỳ giơ tay giáng một chưởng. Cả người Triệu Tranh và xe lăn nổ tung. Phát cho ông ta tiền tử tuất, ông viết báo cáo đi, tìm tôi ký tên. Lục Tuyết Kỳ nhìn Ngụy Kinh Phú, xoay người rời đi. Xung quanh tĩnh mịch, không ai dám nói chuyện. Đường Kình Thương thở dài một tiếng, ai, người phụ nữ này, xem ra chúng ta vẫn không chặn nổi rồi. Trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo Long Đô. Trong một căn mật thất, Phó Quốc Hoa ngồi ở đó, ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông đội mũ rộng vành. Hắn đeo mặt nạ màu bạc, khiến người ta không nhìn rõ dáng vẻ thật. Đột nhiên, điện thoại Phó Quốc Hoa reo lên. Một tin nhắn tới. Ông ta mở ra nhìn. Là bức ảnh Diệp Bắc Minh ngồi khoang thương gia trên tàu cao tốc đi về phía cảng đảo. Phó Quốc Hoa cười lạnh, mày cũng cảnh giác đấy, không ngồi máy bay. Nếu không, cho mày biến mất cũng quá đơn giản. Đột nhiên, người đàn ông đối diện hỏi, Diệp Bắc Minh này thật sự là con trai người phụ nữ đó. Phó Quốc Hoa gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Bắc Minh đang điều tra sự thật về buổi đấu giá 23 năm trước, cộng thêm tuổi tác, thân thủ, thực lực võ đạo của hắn tuyệt đối không sai được. Ngoài người phụ nữ kia, ai có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt đáng sợ như vậy? Đừng thấy Diệp Bắc Minh 23 tuổi, nhưng thời gian chân chính tập võ cũng chỉ 5 năm. 5 năm, hắn có thể giết được quân kiếm phong, đây là khái niệm gì vậy? Người đàn ông đội mũ rộng vành im lặng. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. Diệp Bắc Minh không quan trọng, quan trọng là thứ đầu người phụ nữ kia để lại. Những đan dược kia ông cũng dùng qua rồi, đã biết hiệu quả khủng khiếp đến nhường nào. Nếu như có thể lấy được những thứ khác người phụ nữ đó để lại, toàn bộ Long Quốc, thậm chí toàn thế giới, đều có thể do chúng ta nắm trong tay. Phó Quốc Hoa nhướng mày, huyết ảnh, khẩu vị của điện huyết hồn các người có phải quá lớn không? Ha 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 ha, huyết ảnh cười lớn, khẩu vị này có gì mà lớn? Phó Quốc Hoa nói, Diệp Bắc Minh này từ đầu đến cuối như một thanh kiếm, treo trên đỉnh đầu chúng ta. Hơn nữa, Long Chủ rất hứng thú với hắn, còn bí mật sắc phong hắn là thiếu soái. Ở Đại lục Long Quốc, chúng ta muốn động vào Diệp Bắc Minh có chút khó khăn. Nếu như hắn đi cảng đảo, có thể dùng được chút thủ đoạn. Phó Quốc Hoa nhìn về phía huyết ảnh, nhếch miệng cười, chuyện này điện huyết hồn các người có thể làm được chứ? Huyết ảnh liếm môi, mấy chục năm nay, việc dơ bẩn, việc mệt nhọc, không phải đều là điện huyết hồn giúp ông làm sao? Ông nói có đúng không, Phó Đại Hộ Pháp? Phó Quốc Hoa biến sắc,
có chút không vui, Huyết Ảnh, nói qua bao nhiêu lần, ở bên ngoài không được gọi tôi là Đại Hộ Pháp. Ha 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 ha. Huyết Ảnh không chút kiêng kỵ cười lớn, ông lo lắng cái gì? Đây là Tổng hội võ đạo, còn là mật thất riêng của ông, chẳng lẽ còn có người xông? Lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, ánh mắt Huyết Ảnh trầm xuống, ai? Hắn nhìn về một hướng khác, hét lớn. Ra! Sắc mặt Phó Quốc Hoa cũng trầm xuống, nhìn về phía một góc tối trong mật thất. Cộp 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 cộp! Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Một người khiến cả hai không ngờ tới bước ra từ trong bóng tối. Diệp Bắc Minh! Phó Quốc Hoa kinh hãi, sợ đến suýt rớt cằm. Huyết Ảnh cũng đứng bật dậy, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh trước mắt. Hai người đều kinh sợ. Tình huống gì vậy? Không phải người của Phó Quốc Hoa nói Diệp Bắc Minh đang ngồi tàu cao tốc đi cảng đảo sao? Cách mấy ngàn cây số, làm sao Diệp Bắc Minh có thể dịch chuyển về Long Đô, hơn nữa còn đến trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo? Mày thật sự là Diệp Bắc Minh, Phó Quốc Hoa nghiêm mặt. Diệp Bắc Minh cười nhạt, ông nói xem. Anh thả ra tin tức, tất cả mọi người đều cho rằng anh đi cảng đảo. Nào ngờ, một mình Diệp Bắc Minh lén lẻn vào Long Đô. Phó Quốc Hoa nghe thấy giọng nói này, lập tức biết người trước mắt chính là Diệp Bắc Minh. Mặc dù ông ta chưa từng nhìn thấy tận mắt Diệp Bắc Minh, nhưng tất cả camera có sự xuất hiện của Diệp Bắc Minh, ông ta đều xem qua mấy lần. Thần thái, giọng nói, động tác, tuyệt đối không phải giả mạo. Phó Quốc Hoa vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, sao mày có thể làm được? Diệp Bắc Minh đi tới, tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ các người không biết có thuật dịch dung? Thuật dịch dung? Phó Quốc Hoa và Huyết Ảnh đều sững sờ. Trong nháy mắt liền hiểu ra. Diệp Bắc Minh đùa giỡn bọn họ. Có người dịch dung thành dáng vẻ của Diệp Bắc Minh, ngồi tàu cao tốc đi cảng đảo. Một giây sau đó, Phó Quốc Hoa bật cười, Diệp Bắc Minh, lá gan của mày lớn đấy, dám một mình tiến vào căn mật thất này. Mặc dù tao không biết mày vào bằng cách nào, nhưng mày có biết đây là đâu không? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo. Sao vậy? Sao vậy? Mẹ kiếp! Phó Quốc Hoa lập tức nổi giận, kích động muốn chửi bậy. Đây chính là trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo đấy. Ông đây là Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Nhân vật đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Một mình mày lẻn vào được mật thất của tao. Còn hỏi tao sao vậy? Phó Quốc Hoa cười gằn, chậm rãi đứng dậy, siết chặt quả đấm, đột nhiên bùng nổ, tao sẽ cho mày biết. Quỳ xuống nói chuyện cho tao. Luồng chân khí ngưng tụ, một quyền đánh ra. Cuồng phong nổi lên. Đồ gỗ đỏ trong mật thất đều bay sang bên cạnh. Đụng vào vách tường, chia năm xẻ bảy. Ngay cả mặt đất cũng bị một cước của Phó Quốc Hoa đạp thành kẽ hở. Diệp Bắc Minh cười nhạt, vẫn thờ ơ ngồi ở đó. Phó Quốc Hoa nổi giận. Ông đây ra tay rồi. Mày có thái độ gì? Nội kình càng cuồng bạo, chuẩn bị một quyền đánh chết Diệp Bắc Minh. Huyết Ảnh đứng cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc, cảm giác không đúng. Có cái gì rất không đúng. Diệp Bắc Minh không phải tên ngốc. Sao có thể ngồi ở đó để mặc Phó Quốc Hoa ra tay? Hắn muốn làm gì? Cẩn thận! Huyết Ảnh mở miệng nhắc nhở. Nhưng tất cả đã muộn. Thời điểm quả đấm của Phó Quốc Hoa chỉ còn cách Diệp Bắc Minh 1 mét. Diệp Bắc Minh giơ tay, làm ra động tác một kiếm chém ra. Thằng nhãi này muốn làm gì? Phó Quốc Hoa âm thầm cau mày. Trong tay Diệp Bắc Minh vốn không có kiếm. Một khắc chém ra kia. Kiếm đoạn long xuất hiện. Phụt, máu tươi tung tóe. Phó Quốc Hoa hét thảm một tiếng, điện cuồng lùi về phía sau. Tay ra quyền kia bị một kiếm chém đứt. Máu tươi ồ ạt. Cho dù nắm đấm của ông ta mạnh đến đâu, chẳng lẽ lại mạnh hơn kiếm đoạn long? Sắc mặt Phó Quốc Hoa trắng bệch, khó coi giống như ăn phải con ruồi, ông ta căm tức nhìn Diệp Bắc Minh, gào thét nói, nhóc con, mày dám chém đứt cánh tay tao. Ông đây là Phó Quốc Hoa, Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc. Nhân vật khủng khiếp đứng thứ 50 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Phó Quốc Hoa sắp phát điên rồi. Đau đến mức khiến mặt mũi ông ta hoàn toàn méo mó. Điên cuồng hét về phía Diệp Bắc Minh. Huyết Ảnh thì đứng ở đó, ánh mắt nóng như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh. Còn cả chiếc nhẫn chữ vật Diệp Bắc Minh đeo trên tay.
thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn giống y như người phụ nữ đó. Còn cả chiếc nhẫn, người phụ nữ đó cũng đeo. Huyết ảnh kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhẫn, giao ra nhẫn. Nếu không sẽ chết. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt lên người huyết ảnh, vốn đợi lát nữa xử lý mày, nếu mày không đợi được muốn chết như vậy thì tao tác thành cho mày trước. Ha ha ha. Huyết ảnh phách lối cười thành tiếng, Diệp Bắc Minh, mày tưởng mày là... Chữ, ai, còn chưa nói ra. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long đánh tới. Phí lời với mày làm gì? Kiếm khí của kiếm đoạn long mang theo tiếng gào thét, phá vỡ không khí. Chém về phía cổ họng huyết ảnh. Mày coi huyết ảnh tao là người thế nào? Là mấy tên phế vật bị mày giết trong nháy mắt, huyết ảnh nổi giận. Hắn không chút né tránh, chia hai tay ra. Là một đôi thiết chảo. Đây là thiết chảo được rèn từ thiên thạch ngoài không gian, cắm chặt vào bên ngoài tay huyết ảnh. Vô địch. Hướng về phía kiếm đoạn long. Keng. Một tiếng giòn giã, ánh lửa lóe lên. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. A. À. Huyết ảnh kêu thảm một tiếng, thiết chảo rèn từ thiên thạch bị kiếm đoạn long chém đứt giống như đậu hũ vậy. Máu tươi bắn ra. Đôi thiết chảo của huyết ảnh và phần máu thịt của Phó Quốc Hoa dưới kiếm đoạn long không có bất kỳ khác biệt gì. Xoẹt 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 xoẹt. Huyết ảnh hoảng sợ lui về phía sau, đôi mắt dưới lớp mặt nạ đều là sợ hãi, sao có thể chứ? Đây là kiếm gì vậy? Rít. Huyết ảnh bừng tỉnh hiểu ra, kêu lên một tiếng, đây là kiếm người phụ nữ kia để lại cho mày. Diệp Bắc Minh mặt lạnh lùng, mày nói nhảm nhiều quá. Bước nhanh về phía trước, một kiếm đâm vào bụng huyết ảnh. Huyết ảnh muốn tránh, nhưng căn bản không tránh nổi. Mẹ nó quá nhanh. Tất cả nội lực đều tản mất, huyết ảnh giống như chó chết nằm trên đất. Thái độ quay ngoắt 180 độ. Tha mạng, Diệp Bắc Minh, tôi biết lỗi rồi, cầu xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ là một trưởng lão nhỏ ở điện huyết hồn, cũng là phụng mệnh làm việc thôi, huyết ảnh dập đầu như dã tỏi, đầu chảy chụa hết. Phó Quốc Hoa trợn tròn mắt, cứng ngắc tại chỗ. Mẹ nó, huyết ảnh ở trước mặt ông ta mạnh là thế, sao trong nháy mắt đã sợ mất mật rồi. Nếu như Phó Quốc Hoa là huyết ảnh, nhất định cũng sợ mất mật. Sức chiến đấu lớn nhất của huyết ảnh chính là đôi móng vuốt rèn từ thiên thạch này. Vậy mà cũng bị kiếm đoạn long của Diệp Bắc Minh một kiếm chém đứt. Lại bị một kiếm phế bỏ đan điền, không bị dọa sợ mới lạ. Là ông tự ra tay hay tôi ra tay? Mày đừng hòng. Phó Quốc Hoa ra đầu tê dại, ấn vào một viên gạch trên vách tường. Một cánh cửa ngầm xuất hiện. Ông ta xoay người. Muốn xông vào cửa ngầm. Soạt. Tốc độ của Diệp Bắc Minh giống như quỷ, ngăn trước mặt Phó Quốc Hoa, ông muốn đi đâu? Con người Phó Quốc Hoa co rút lại, mày. Bùm. Diệp Bắc Minh đá một cước bể đan điền Phó Quốc Hoa, toàn thân ông ta mất hết võ công, thê thảm nằm trên đất. Diệp Bắc Minh chậm rãi ngồi xuống, nói, tình hình năm đó thế nào? Phó Quốc Hoa không còn tâm lý may mắn nữa, nói ra toàn bộ chuyện xảy ra 23 năm trước. Nhà họ Tần cổ võ, nhà họ Long cổ võ, điện huyết hồn là chủ mưu bao vây tấn công mẹ anh. Còn có một bộ phận tông sư võ đạo cũng xem như là đồng lõa. Năm đó Phó Quốc Hoa cũng chỉ là một tông sư nằm ngoài top 300 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu mà thôi. Vì được chia 3 viên đan dược nên mới có thực lực võ đạo như ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, anh đã biết gần hết chân tướng. Lại lấy ra một danh sách, người phía trên này có phải đều ra tay? Phó Quốc Hoa liếc nhìn, tất cả đều ở phía trên này. Diệp Bắc Minh cười lạnh, người phía trên này đều phải chết. Cái gì? Phó Quốc Hoa kinh hãi, Diệp Bắc Minh, mày điên rồi. Những cái tên phía trên gần như là một nửa giang sơn của giới võ đạo Hoa Hạ. Trong bảng xếp hạng tông sư Á Châu cũng có đến 30% võ giả. Mày muốn giết sạch bọn họ. Giới võ đạo sẽ đại loạn, Long Quốc cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng vô cùng lớn. Không liên quan đến ông, Diệp Bắc Minh cười lạnh, ông có thể lên đường rồi. Phó Quốc Hoa hoảng sợ cầu xin tha thứ, Diệp Bắc Minh, đừng giết tôi. Đừng mà. Mấy năm nay tôi tích lũy được rất nhiều tài sản, rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều phụ nữ. Cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu. Diệp Bắc Minh giáng một trường, cách không đánh chết Phó Quốc Hoa. Huyết ảnh ở bên cạnh dựng tóc gáy. Cậu thanh niên này sát phạt quả quyết, giống như thần chết vậy.
hắn bị dọa sợ rồi. Còn đáng sợ hơn thánh sứ của Điện Huyết Hồn. Bởi vì khi hắn đối mặt với thánh sứ cũng không có cảm giác này. Huyết Ảnh chủ động mở miệng, cố gắng giữ vững giọng điệu bình tĩnh, Diệp. Diệp Bắc Minh, anh đừng giết tôi có thể nói cho anh biết bí mật của Điện Huyết Hồn. Giọng nói đang run rẩy. Huyết Ảnh ngược lại đang cố giữ ổn định. Nhưng cơ thể lại không chịu khống chế. Diệp Bắc Minh phun ra mấy chữ, không có hứng thú. Dù sao anh cũng phải diệt Điện Huyết Hồn. Điện Huyết Hồn có bí mật, liên quan đếch gì đến anh? Ra khỏi mật thất. Diệp Bắc Minh nhìn danh sách chết trong tay, ở Long Đô còn có Tiêu Thiên Chiến, Hạ Vũ Thần, Lưu Bán Thành. Hôm nay, tôi tiễn các người lên đường. Soạt. Lúc này, trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo. Tiêu Thiên Chiến đang họp, thân là một trong các nguyên lão Hiệp hội Võ Đạo. Mỗi ngày bận trăm công ngàn việc. Trong phòng họp có rất nhiều võ giả cấp nguyên lão. Tiêu Thiên Chiến. Đột nhiên, một giọng nói truyền tới. Soạt. Tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa lớn phòng họp. Ai? Lá gan lớn vậy, dám không ngừng gọi tên của lão Tiêu. Tên khốn từ đâu đến? Một vài lão giả mở miệng trách mắng. Một giây kế tiếp, một cậu thanh niên từ cửa lớn phòng họp đi vào, liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Chiến đang ngồi trong hội trường. Tiêu Thiên Chiến nheo mắt, cậu là Diệp Bắc Minh. Theo bản năng hỏi, cậu đến đây làm gì? Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, giết ông. Một bước bay lên không, trực tiếp ra tay. Con mẹ nó ngông cuồng. Tiêu Thiên Chiến nổi giận, bất chấp hình tượng. Đổi lại là ai cũng không nhịn nổi. Trường hợp gì vậy? Con mẹ nó đây là phòng hội nghị trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo, Diệp Bắc Minh xuất hiện, còn nói muốn giết ông ta. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Không đợi mọi người nghĩ nhiều, Diệp Bắc Minh nhảy lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Thiên Chiến, đánh ra một quyền. Cút! Tiêu Thiên Chiến quát lớn, đấu một quyền với Diệp Bắc Minh. Phốc! Cánh tay nổ tung, trực tiếp phế bỏ. Một quyền của Diệp Bắc Minh rơi vào ngực Tiêu Thiên Chiến, đánh lõm xương sườn ông ta, sau lưng nhô ra. Nội tạng nát vụn. Chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Hôm nay, Diệp Bắc Minh một mình xông vào hội nghị trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo, trong nháy mắt giết Tiêu Thiên Chiến. Hạ Vũ Thần chưa tới. Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn, xoay người chuẩn bị rời đi. Một tiếng giống giận truyền tới, Diệp Bắc Minh, mày coi đây là đâu? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Xoẹt 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 xoẹt. Một hơi. Mấy chục trưởng lão Hiệp hội đứng dậy, giận dữ nhìn Diệp Bắc Minh, sát ý lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc giọng nói kia truyền đến. Soạt. Nháy mắt, một luồng sát khí khủng khiếp phong tỏa Diệp Bắc Minh. Đổi lại là bất kỳ một ai cũng sẽ bị luồng sát khí kia ép cho quỳ xuống. Đây chính là 10 võ linh đỉnh phong, thậm chí là võ vương. Sát khí bọn họ bộc phát ra không mấy ai chống đỡ nổi. Diệp Bắc Minh dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông vừa nói xong, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ông có thể làm gì? Muốn ngăn cản tôi. Những người này bộc phát ra sát khí của anh càng đậm đà. Những người này ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt của anh càng lạnh như băng. Rít. Trái tim tất cả mọi người đều co rút lại. Giống như nhìn thấy thần chết. Người đàn ông quát lớn, Diệp Bắc Minh, mày phách lối cái gì? Mày có biết tao là ai không? Tao là Đường Thiên Ngạo, cũng là gia chủ nhà họ Đường Long Đô. Chiến thần Đường Kình Thương của Long Hồn là anh cả của tao. Mày vẫn chưa đủ tư cách ngang ngược trước mặt tao đâu. Đường Thiên Ngạo lạnh lẽo nói. Xem ra Đường Thiên Ngạo vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở dạ tiệc từ thiện Long Đô đêm hôm đó. Nghĩ cẩn thận cũng phải thôi, quốc chủ đích thân hạ lệnh, tất cả mọi người phải giữ kín bí mật. Có mấy người dám tự tìm cái chết tiết lộ ra ngoài. Diệp Bắc Minh cười, ông không sợ tôi giết ông à. Xoẹt. Đường Thiên Ngạo theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng ở đây có nhiều đồng môn trong giới võ đạo, ông ta không thể làm mất uy danh của nhà họ Đường được. Đường Thiên Ngạo và Diệp Bắc Minh có thủ oán không? Đương nhiên không có. Nhưng hôm nay chắc chắn là thời điểm lập công tốt nhất của Đường Thiên Ngạo ở Hiệp hội Võ Đạo, chỉ cần có thể bắt được Diệp Bắc Minh. Uy danh nhà họ Đường nhất định tăng vọt. Đường Thiên Ngạo căm phẫn quát lớn, Diệp Bắc Minh, tao biết thực lực mày rất mạnh.
thực lực võ đạo của mày nghịch thiên, có thể giết được tao. Mày có thể giết tao, nhưng mày không ngăn được mấy cái mồm của người trong thiên hạ đâu. Nhà họ Đường sau lưng tao, còn có anh cả tao nữa cũng sẽ không sợ mày. Hôm nay mày giết tao, bọn họ cũng sẽ trả thù cho tao. Lời Đường Thiên Kiêu vừa dứt. Giỏi lắm lão Đường. Không hổ là nhà họ Đường. Diệp Bắc Minh nhất định là kẻ điên, giết nhiều người như vậy, lại còn tiến vào hiệp hội võ đạo. Hội trường truyền đến lời khen ngợi. Con người Diệp Bắc Minh dâng lên ý lạnh. Anh nhìn Đường Thiên Ngạo, cho ông 30 phút, ông có thể thông báo cho người nhà họ Đường sau lưng ông, cũng có thể thông báo cho anh cả ông nữa. Bất kỳ ai, các người có thể gọi thế lực mà các người cho là vô địch. Nhưng nghe cho kỹ lời Diệp Bắc Minh tôi để ở đây, hôm nay thế lực nào dám đến Tổng hội võ đạo, vậy thì chính là kẻ địch của Diệp Bắc Minh. Không chết không thôi. Lời vừa dứt. Hội trường tĩnh mịch. Một vài người suy tư trong chốc lát, chậm rãi ngồi xuống. Một số người cắn răng, lấy điện thoại di động ra, gọi alo, Diệp Bắc Minh ở Hiệp hội võ đạo. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bắc Minh thật sự không đi được rồi. Anh trực tiếp đi đến vị trí hội trưởng Hiệp hội võ đạo, không chút khách khí ngồi xuống. Mày! Rất nhiều người kinh hãi. Quá ngông cuồng. Tổng hội trưởng Lý Kiếm Trần mười mấy năm rồi chưa đến Tổng hội. Vì vậy, vị trí kia cũng để trống 10 năm, không ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói ngồi. Diệp Bắc Minh lại đường hoàng ngồi ở vị trí Tổng hội trưởng. Lát nữa mày chờ xem. Đúng là tự tìm cái chết. Uy nghiêm của Tổng hội võ đạo há có thể để một tên nhãi danh nhà mày dẫm đạp. Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra, liên lạc với người bên ngoài. Nhà họ Tần, Long Đô. Tin tức truyền về. Cái gì? Một lão giả đập bàn, Diệp Bắc Minh ở Hiệp hội võ đạo. Người làm vội vàng bẩm báo, nói rõ tình huống ở Hiệp hội võ đạo. Lão giả cười lạnh, ha ha ha, Diệp Bắc Minh này thật sự điên rồi. Hắn muốn đối địch với toàn bộ thế gia Long Quốc. Đi. Nhà họ Đường, Long Đô. Sôi sục, dâng trào. Sau khi biết được tin tức, nhà họ Đường liên lạc với thế lực ở khắp nơi, đi về trụ sở chính Hiệp hội võ đạo. Nhà họ Phó, Long Đô. Báo. Ông cụ, chuyện lớn rồi, gia chủ chết. Ông cụ Phó ngồi vững như Thái Sơn, sau khi biết được biến cố xảy ra ở Hiệp hội võ đạo, cơ thể lảo đảo. Quốc Hoa chết. Hai tay không ngừng run rẩy, chậm rãi đứng dậy, gào thét nói, đi, tập trung tất cả nhân viên, trả thù cho Quốc Hoa. Nhà họ Hoa, Long Đô. Tin tức truyền về. Một người phụ nữ tức giận hét lớn, bố, chính là hắn, Diệp Bắc Minh. Thành Húc bị hắn giết, chồng con cũng chết thảm dưới tay hắn. Bố, bất luận thế nào, bố nhất định phải báo thù cho chồng con và cháu ngoại bố. Hoa Tam Nương quỳ xuống đất. Túm cánh tay ông cụ Hoa. Lần đầu Diệp Bắc Minh đi Kim Lăng, giết giả Thành Húc ở đảo Long Đầu. Lần thứ hai đi Kim Lăng, giết một đám tầng lớp cấp cao nhà họ giả. Nếu không phải Hoa Tam Nương may mắn, buổi tối hôm đó không ở nhà. E rằng ngay cả bà ta cũng sẽ chết. Ông cụ Hoa chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói, đi, lão phu phải đi gặp Diệp Bắc Minh này. Nhà họ Diệp, Long Đô. Báo. Một người đàn ông trung niên xông vào hậu hoa viên, mặt nghiêm trọng. Bố, chuyện lớn rồi. Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cầm Thành ngồi đối diện với nhau. Đang đánh cờ. Người đàn ông trung niên sau khi nhìn thấy Diệp Cấm Thành liền chắp tay làm lễ, chú hai cũng ở đây ạ. Một thiếu nữ đứng sau lưng Diệp Cấm Thành, chính là Diệp Như Ca, bác cả thân là người đứng đầu nhà họ Diệp, có chuyện gì khiến bác nóng ruột như vậy? Diệp Trấn Bắc nói, trẻ con đừng xen miệng vào. Hừm. Diệp Như Ca chu miệng. Diệp Trấn Bắc nhanh chóng nói, bố, chú hai, chuyện không xong rồi. 10 phút trước, Diệp Bắc Minh xông vào Hiệp hội võ đạo, đánh chết Tiêu Thiên Chiến trước mặt mọi người. Ngay cả thi thể phó hội trưởng Hiệp hội võ đạo Phó Quốc Hoa cũng được người ta phát hiện trong mật thất, là Diệp Bắc Minh giết chết. Diệp Cấm Thành kinh hãi, cái gì? Quân cờ Diệp Lăng Tiêu giơ lên cũng thu hồi lại. Ông ta nhìn về phía Diệp Trấn Bắc, Trấn Bắc, con nói gì? Diệp Bắc Minh xông vào Hiệp hội võ đạo, giết Phó Quốc Hoa và Tiêu Thiên Chiến. Diệp Trấn Bắc nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Diệp Cấm Thành cau mày, lần trước em ở Giang Nam đã từng gặp qua hắn một lần, không ngờ mới mấy ngày thôi mà hắn đã náo loạn ra như vậy.
Diệp Lăng Tiêu thở dài, hắn là con trai của người phụ nữ kia, là chân long không giấu được. Diệp Cấm Thành híp mắt, nhà họ Diệp chúng ta sẽ không. Yên tâm, hắn đã tới gặp anh rồi rồi, Diệp Lăng Tiêu lắc đầu. Diệp Cấm Thành ngây người, anh cả, anh gặp hắn rồi. Diệp Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Diệp Như Ca nghe không hiểu, ông cả, ông nội, hai người đang nói bí hiểm gì vậy? Sao cháu nghe không hiểu gì cả? Diệp Bắc Minh này có quan hệ gì với nhà mình sao? Im lặng. Một lúc sau, Diệp Cấm Thành mới mở miệng, anh cả, làm thế nào đây? Chúng ta có đi đến trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo không? Diệp Lăng Tiêu lại một lần nữa cầm quân cơ lên, đặt vào một vị trí trên bàn cờ, đây là một chuyến nước đục, đừng xen vào, không cần để ý, đừng hỏi, đừng nghe, cứ coi như, không biết. Không biết, Diệp Cấm Thành nghi ngờ. Diệp Lăng Tiêu gật đầu, chỉ có không biết mới là thông minh nhất. Diệp Như Ca thì lặng lẽ chạy đi. Chuyện vui như vậy, cô ta đương nhiên phải đi xem một chút. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng nhận được tin tức Diệp Bắc Minh xuất hiện ở Hiệp hội Võ Đạo. Lục Tuyết Kỳ bất ngờ, tiểu sư đệ này đúng là đã lừa gạt tất cả mọi người. Vương Như Yên lạnh lùng nói, ngược lại em muốn xem ai dám làm tiểu sư đệ của em bị thương. Người đâu, triệu tập các tướng sĩ. Lên đường. Trên đường phố Long Đô đều sôi sùng sục. Bên trong các thế gia lớn có rất nhiều người xông ra. Xe sang như mây, điên cuồng chạy về phía trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo. Sao thế, hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Những thế gia này sao vậy, đột nhiên cùng lên đường. Hướng họ đi hình như là trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo gì đó. Chẳng lẽ hôm nay có hoạt động gì sao mà còn náo nhiệt hơn cả Tết vậy? Người bình thường ở Long Đô mặt đầy hoài nghi. Lúc này, trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo ngày càng đông người. Căn phòng họp lớn vốn có thể chứa được 3.000 người. Lúc Diệp Bắc Minh đến chỉ có chừng 100 người, vô cùng trống trải. Liên tục có người nối đuôi nhau đi vào, gần như mỗi người đều mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Người của nhà họ Đường đến đầu tiên. Ban đầu Đường Thiên Ngạo còn có chút nghiêm trọng, sau khi người nhà họ Đường đến, trong lòng Đường Thiên Ngạo tràn đầy sức mạnh. Diệp Bắc Minh, người của nhà họ Đường tao đã đến. Mày mạnh chứ gì? Mày ngạo mạn. Chẳng lẽ một mình mày có thể đối mặt với toàn bộ nhà họ Đường tao? Đường Thiên Ngạo cười đắc ý. Nhà họ Đường là nhân vật khổng lồ, thế gia Long Đô. Diệp Bắc Minh có tư cách gì đối địch với nhà họ Đường? Đừng thấy trong khoảng thời gian này Diệp Bắc Minh náo loạn Giang Nam và Trung Hải. Nhưng đối với thế gia Long Đô mà nói, đây chỉ là náo loạn nhỏ, không tính là gì. Nếu nhà họ Đường dốc hết sức lực ra, có thể tiện tay giết Diệp Bắc Minh trong nháy mắt. Không ngờ, Diệp Bắc Minh bình tĩnh, chỉ dựa vào một nhà họ Đường cũng không đủ đâu. Mày nói gì? Nụ cười Đường Thiên Ngạo ngưng lại, lập tức trầm xuống. Cộng thêm nhà họ Hoa tao thì sao? Ông cụ Hoa được một đám người bao quanh đi đến. Hoa Tam Nương căm tức nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, mày giết con trai tao, lại diệt nhà họ Giả ở Kim Lăng, chồng tao chết trong tay mày, mày không xong với tao đâu. Ông cụ Hoa cười lạnh, Diệp Bắc Minh, không biết nhà họ Hoa và nhà họ Đường liên thủ có đủ hay không? Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, chưa đủ đâu. Mọi người ngơ ngác. Ông cụ Hoa không ngừng cười lạnh, ha 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 ha, được. Được, được, được lắm. Hậu sinh khảo ý. Hậu sinh khảo ý. Đột nhiên, một tiếng giống giận dữ truyền tới, một người đàn ông tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy vào hội trường. Ông cụ phó lạnh lẽo nói, con trai phó quốc hoa của tao là do mày giết. Diệp Bắc Minh gật đầu, không sai. Mày thật ác độc, con tao và mày không thù không oán, sao mày muốn giết nó, trong mắt ông cụ phó tràn đầy tia máu. Diệp Bắc Minh buồn cười, hau không xuống dưới hỏi con trai ông đi. Xem chúng tôi có phải không thù không oán. Mày! Ông cụ phó thổi vào râu, trợn trừng mắt. Rít! Những người khác đều hít một hơi lạnh. Diệp Bắc Minh sao dám nói lời như vậy với ông cụ phó? Nhóc con, mày nói chuyện kiểu gì thế? Còn không mau quỳ xuống. Không biết kính dạ yêu trẻ sao? Mấy cậu thanh niên nhà họ phó nghiêm nghị mắng. Ầm. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, cách không đánh ra ba quyền. Ba cậu thanh niên nhà họ phó chỉ trích anh, giống như chó chết bay ra ngoài, nổ chết tại chỗ.
mày, hung đồ. Tất cả người nhà họ Phó đều tức đến phát run, không ngờ Diệp Bắc Minh lại giết người, quả đúng là vô pháp vô thiên. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt quét qua, còn ai muốn chịu chết? Người nhà họ Phó bị anh nhìn qua, tất cả đều cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Bọn họ sợ rồi, Diệp Bắc Minh này chắc chắn là một sát thần. Ông cụ Tần đến. Đột nhiên, lại một giọng nói truyền tới. Ông cụ Tần tướng thần hùng hổ đi vào, Diệp thiếu soái, đã lâu rồi. Ngày đó mày giết cháu tao, hôm nay khiến bao người phẫn nộ, không biết mày đã từng nghĩ đến bản thân mình ngày hôm nay chưa? Diệp Bắc Minh hừ lạnh, khinh thường nói, bại tướng dưới tay, ông còn đến làm gì? Để tôi tát vào mặt ông lần nữa nhé. Nét mặt già nua của Tần tướng thần bừng bừng giận dữ, phổi cũng sắp nổ tung. Người xung quanh đầy khiếp sợ, mặt đỏ bừng. Miệng thở hổn hển, tim cùng đập cuồng loạn không ngừng. Diệp Bắc Minh này quá đáng sợ. Người nắm quyền trong bốn thế gia Long Đô nhà họ Đường, nhà họ Hoa, nhà họ Phó, nhà họ Tần đều bị anh chọc tức một trận. Đúng là nghịch thiên. Phải biết nội tình của bốn thế gia lớn này. Cho dù là võ giả nằm trong top 30 bảng xếp hạng tông sư Á Châu cùng đắc tội với bốn nhà cũng phải bỏ mạng phía chân trời. Một Diệp Bắc Minh rốt cuộc manh đến đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào anh là một thiếu soái long hồn nho nhỏ? Hoàn toàn không đủ nhìn. Liên tục có người đến, Diệp Bắc Minh cảm thấy gần đủ hết rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đột nhiên nhắc nhở, nhóc con, có cao thủ tới. Đối với thực lực võ đạo bây giờ của cậu, chắc chắn là cao thủ. Soạt. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt nhìn vào một góc khuất. Người này vóc dáng không cao, khoảng 1m7, ngoài 50 tuổi. Ông ta chắp hai tay sau lưng, đứng sau cùng đám người, dáng vẻ vô cùng bình thường. Là kiểu ai cũng không tìm được khi đi vào trong đám đông. Nhưng cảnh giới của người này. Võ Hoàng sơ kỳ. Hả? Võ Hoàng này nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, quái lạ, sao hắn đột nhiên nhìn sang phía bên này? Chẳng lẽ phát hiện ra mình? Không thể nào, dù mình đứng dưới mí mắt hắn, hắn cũng không thể phát hiện ra. Võ Hoàng này tự tin lắc đầu. Lại có hai người tới. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Diệp Bắc Minh nhìn về phía cửa hội trường. Trong đám người, một nam một nữ không tầm thường. Người đàn ông võ vương đỉnh phong, người phụ nữ võ vương trung kỳ. Ngoài sư phụ mình ra, đây là ba người thực lực mạnh nhất hiện giờ Diệp Bắc Minh gặp qua. Diệp Bắc Minh âm thầm gật đầu, không hổ là Long Đô, người tài nhưng lại giấu tài. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại nhắc nhở, ngoài 500 mét còn có ba người khí tức mạnh. Bọn họ không sát lại gần, tôi không cảm nhận được. Nếu thực lực cậu mạnh hơn chút, tôi có thể cảm nhận được. Diệp Bắc Minh hỏi, gặp nguy hiểm không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ trong chốc lát, tạm ổn, nếu như trong nháy mắt giết một võ hoàng, cậu phải yếu đi 3 ngày. Nếu như trong nháy mắt giết tất cả mọi người ở đây. Nghe cho rõ, tất cả mọi người mà tôi nói bao gồm cả người bình thường. Chỉ cần cậu tản ra tu vi là được. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Nhưng trong nháy mắt giết tất cả mọi người, còn sợ cái dám gì nữa. Ông đây sức lực vô tận. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh đột nhiên hét lên, Hạ Vũ Thần, Lưu Bán Thành có ở đây không? Âm thanh lớn như sấm. Chấn nhiếp hội trường. Hạ Vũ Thần ngồi trong đám người, vốn chỉ là xem náo nhiệt, không ngờ Diệp Viễn lại đột nhiên gọi tên ông ta. Những người gần đấy quen biết ông ta, ánh mắt lập tức nhìn sang. Hạ Vũ Thần đang trong thế cưỡi trên lưng cọp. Ông ta kích động muốn chửi bậy. Mẹ nó, biết sớm đã không đến. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người, Hạ Vũ Thần chậm rãi đứng dậy, Diệp Bắc Minh, cậu tìm tôi làm gì? Giết ông! Diệp Bắc Minh lạnh lùng quát. Anh biết trong trường hợp này, Hạ Vũ Thần hoặc Lưu Bán Thành có thể sẽ đến. Không ngờ tùy tiện gọi một tiếng, Hạ Vũ Thần thật sự đi ra. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trực tiếp ra tay. Hạ Vũ Thần giận đến bật cười, ông ta xếp thứ 51 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Diệp Bắc Minh là cái thá gì? Nhóc con, chết cho tao. Hạ Vũ Thần quát lớn, đánh một chưởng với Diệp Bắc Minh. Phốc! Cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ đã xuất hiện. Cánh tay này của Hạ Vũ Thần lại không ngăn nổi một chưởng của Diệp Bắc Minh, toàn bộ cánh tay nổ tung. Máu thịt mơ hồ. A! Hạ Vũ Thần phát ra tiếng kêu rên như giết lợn.
Mọi người kinh hãi. Lần hai Diệp Bắc Minh tấn công tới, một cước đạp vào ngực Hạ Vũ Thần. Hạ Vũ Thần khạc ra một ngụm máu tươi, giống như chó chết nằm trên đất. Ông ta đang định bò dậy. Diệp Bắc Minh giẫm lên đầu Hạ Vũ Thần, khiến ông ta lại nằm trên đất. Hạ Vũ Thần không dám cử động bừa, nếu như Diệp Bắc Minh dùng lực, đầu ông ta sẽ nổ trong nháy mắt. Xung quanh xôn xao. Không ai ngờ, Diệp Bắc Minh lại đột nhiên điên cùng khiến người khác bị thương, mà người bị đánh còn là Hạ Vũ Thần. Đường Thiên Ngạo giận dữ nói, Diệp Bắc Minh, Hạ Vũ Thần là trưởng lão của Hiệp hội Võ Đạo, mày còn muốn giết ông ta sao? Diệp Bắc Minh cười nhạt, hay là ông hỏi ông ta xem mình đã làm gì sai? Sắc mặt Hạ Vũ Thần không ngừng biến ảo. Đương nhiên ông ta biết vì sao Diệp Bắc Minh ra tay với mình. Chỉ là không ngờ Diệp Bắc Minh lại dứt khoát như vậy. Ngay trước mặt mấy ngàn người, trước mặt bốn thế gia lớn. Sao anh dám ra tay vậy? Diệp Bắc Minh, mày gan to quá. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh truyền tới. Soạt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía lối vào hội trường. Một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp, mặt uy nghiêm, trên người mang khí lạnh bước đến. Là ngụy thần của Long Hồn. Là ngụy thần tới. Ngụy đại soái. Mọi người nhận ra người này. Hạ Vũ Thần giống như là túm được rơm giả cứu mạng, bố, cứu con. Cứu con. Tên điên này, mau bảo tên điên này dừng tay. Ông ta không quan tâm gì đến mặt mũi nữa. Hạ Vũ Thần chính là con rể của Ngụy Kinh Phú. Đừng nhìn Ngụy Kinh Phú trông khoảng chừng 50 tuổi, trên thực tế tuổi tác đã quá 90 tuổi. Tu vũ có thể khiến người ta trẻ ra. Ngụy Kinh Phú mặt uy nghiêm, nói như ra lệnh, Diệp Bắc Minh, tôi lấy danh nghĩa đại soái Long Hồn ra lệnh cho cậu, buông Hạ Vũ Thần ra. Bùm. Diệp Bắc Minh không buồn nghe, chân dẫm xuống. Dứt khoát. Đầu Hạ Vũ Thần trực tiếp nổ tung. Hội trường tĩnh mịch. Thời gian giống như dừng lại. Tất cả mọi người đều ngây ra, quả đúng là bị hù chết. Mẹ nó. Điên rồi. Diệp Bắc Minh điên thật rồi. Giết người ngay trước mặt Ngụy Soái. Còn mẹ nó hơn nữa còn giết con rể của Ngụy Soái. Dù là người của bốn thế gia lớn Đường Thiên Ngạo, ông cụ Phó, ông cụ Hoa, Tần Tướng Thần cũng không nhịn được nhướng mày. Diệp Bắc Minh, cơ thể xung quanh Ngụy Kinh Phú ngưng tụ ra sát khí khủng khiếp, giống như hạ thấp nhiệt độ toàn hội trường. Trong mắt ông ta tràn đầy tia máu, quát lên, mày thật sự tưởng rằng tao không dám động vào mày. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo cực kỳ bình tĩnh truyền tới, Ngụy Kinh Phú, ông thật sự không động vào được cậu ấy đâu. Soạt, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu, thập sư tỷ, bát sư tỷ, các chị đến cũng nhanh đấy. Mặt già nua của Ngụy Kinh Phú vô cùng khó coi. Chỉ thấy, hai người Lục Tuyết Kỳ và Vương Như Yên mặc chiến giáp hoàng kim, vang vang có lực đi đến. Sau lưng mỗi người dẫn theo 30 cảnh vệ. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn, những cảnh vệ này đều là võ vương. Tuy đều là sơ kỳ, nhưng cũng đủ khiến người khác chấn hãi. Diệp Bắc Minh lại không nhìn thấu được tu vi của thập sư tỷ và bát sư tỷ. Anh hơi kinh ngạc, tháp càn khôn chấn ngục, thế này là sao, sao tôi không nhìn thấu được tu vi của sư tỷ tôi? Lần trước ở Long Đô, anh không xem tu vi của hai vị sư tỷ. Hôm nay, anh đặc biệt muốn xem. Không ngờ, lại không nhìn thấy được cảnh giới của hai sư tỷ. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, có hai khả năng, thứ nhất, thực lực của họ cao hơn cậu rất nhiều. Với tu vi của cậu hoàn toàn không nhìn thấu được. Lại thêm mấy vạn năm nay tôi không được bổ sung thần lực, tôi vẫn chưa hồi phục được 1% so với năm đó. Thứ hai, trên người bọn họ có thứ gì đó đặc biệt ngăn che cảm nhận của cậu. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm. Vương Như Yên đi đến. Vẻ mặt không vui giận hờn, sư đệ ấy à, lại gây rắc rối cho các tỷ rồi. Không thể để người khác bớt lo được hả? Tuy cô ấy như đang trách móc. Nhưng giọng điệu lại đầy ý cưng chiều. Lục Tuyết Kỳ bá đạo nói, tiểu sư đệ, những việc tiếp theo cứ giao cho các tỷ. Đệ về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc. Lặng lẽ gật đầu, được. Anh chỉ muốn giết chết những người trong danh sách những người phải chết. Nếu bát sư tỷ đã lên tiếng, đương nhiên anh phải nể mặt. Đợi đã. Đường Thiên Ngạo lạnh giọng quát nói, Lục sư, chiến thần Như Yên, Diệp Bắc Minh không thể đi được. Ố,
Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn qua. Đường Thiên Ngạo đi ra nói, Diệp Bắc Minh giết người của Hiệp hội Võ Đạo tôi, mà còn giết trước mặt tất cả mọi người, thì mặt mũi của Hiệp hội Võ Đạo tôi phải để ở đâu? Con trai tôi không thể chết uổng được. Ông cụ Phó đập lên tay cầm xe lăn. Lăn xe lăn lên trước. Ông cụ Hoa tiến lên một bước, âm hiểm nói, Diệp Bắc Minh vô duyên vô cớ xông vào giết nhà họ Giả ở Kim Lăng. Giết hết những người lãnh đạo cấp cao của nhà họ Giả, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua vậy sao? Tần tướng thần không nói gì, nhưng cũng đi ra khỏi đám đông. Thể hiện thái độ cứng rắn của mình. Ngụy Kinh Phú cũng âm hiểm nói, Lục sư, Diệp Bắc Minh là sự đệ của cô muốn bao che phải không? Bốn thế gia hàng đầu Long Đô, cộng thêm Ngụy Thần, Hiệp hội Võ Đạo của Long Quốc. Những thế lực này hợp lại đều muốn nhằm vào Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người có mặt đều có cảm giác run sợ ớn lạnh. Tê dại ra đầu, toàn thân run rẩy, suýt nữa sợ chết khiếp. Diệp Bắc Minh có tài có đức gì mà có thể khiến nhiều thế lực lớn ngút trời như vậy nhắm vào chứ? Hắn dựa vào hai sư tỷ, có thể đối kháng được với những người này không? Viển Vông, dù hai cô gái này có mạnh đi nữa, đối phó với một thế lực trong đó, có lẽ cũng không vấn đề. Nhưng ba thế lực như bốn thế gia, Ngụy Thần, Hiệp hội Võ Đạo cộng lại, ông trời có đến cũng phải cúi đầu ấy chứ. Đột nhiên, không hề báo trước, thư ký Tiền đến. Một giọng nói vang lên. Thư ký Tiền, xoẹt, sao anh ta lại đến đây? Tất cả mọi người đều hít khí lạnh, nhìn về hướng cửa vào của hội trường. Vãi, ông trời đến thật rồi. Toàn hội trường tĩnh lặng. Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ trung sơn, cười ha ha đi vào, nở nụ cười thân thiện. Ôi, mọi người đều có mặt à. Xem ra hôm nay náo nhiệt thật đấy. Thư ký Tiền lướt nhìn đám đông một lượt, liền phát hiện ra Diệp Bắc Minh. Anh ta tươi cười đi đến, kéo cổ tay của Diệp Bắc Minh, thiếu soái Diệp. Sao cậu vẫn còn ở đây? Đi thôi, người đó có nhiệm vụ giao cho cậu đấy. Rồi anh ta kéo Diệp Bắc Minh trực tiếp đi ra khỏi hội trường. Không một ai dám ngăn cản. Đường Thiên Ngạo, ông cụ Phó, ông cụ Hoa, Tần Tướng Thần, Thần Ngụy và cả đám người của Hiệp hội Võ Đạo mặt xám như cho. Ngăn! Mẹ kiếp, làm sao họ ngăn được? Bốn thế gia, Hiệp hội Võ Đạo và Ngụy Thần. Ba thế lực liên thủ lại. Hôm nay định diệt trừ Diệp Bắc Minh, mà lại bị thư ký Tiền đến giải cứu. Cả hiện trường tĩnh mịch như cái chết, mọi người khó chịu giống như ăn xít vậy. Thực sự không động được vào Diệp Bắc Minh sao? Mẹ kiếp, rốt cuộc Diệp Bắc Minh này có thân phận thế nào? Có người suy đoán, chắc không phải con người của người đó chứ. Hỗn xược, không được ăn nói linh tinh. Người của gia tộc người đó sợ đến vội vàng bịt miệng hắn. Vương Như Yên hơi bất ngờ, không ngờ sư huynh lại ra tay. Trong dự đoán thôi, Lục Tuyết Kỳ cười khẩy. Chúng ta cũng đi thôi. Hai người mau chóng rời đi. Lúc này, Diệp Bắc Minh và thư ký Tiền rời khỏi Hiệp hội Võ Đạo. Lên một chiếc xe công vụ chống đạn màu đen. Vừa lên xe ngồi, thư ký Tiền liền đưa một bản tài liệu qua, thiếu soái. Đây là giấy ủy nhiệm của Long Chủ, bắt đầu từ bây giờ, cậu quản lý đội thiên cơ của Long Hồn. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Đội huyền cơ thuộc về thế gia võ đạo, gia tộc võ đạo. Đội thiên cơ thuộc về Long Chủ. Đội thần cơ tạm thời không rõ. Long Chủ lại giao đội thiên cơ cho anh quản lý, thực sự khiến người ta không ngờ được. Thư ký Tiền tươi cười, Long Chủ nói rồi, sở dĩ thiếu soái gặp nhiều rắc rối như vậy, là vì chỉ có cái danh thiếu soái, không có thực quyền. Giờ đây cậu quản lý đội thiên cơ. Sẽ không có ai dám nhiều lời nữa. Sau này cậu làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Thư ký Tiền lấy ra một chiếc huy hiệu thiếu soái, giao lại cho Diệp Bắc Minh, thiếu soái. Long Chủ còn nói, tiểu sư đệ, lần này đừng bướng bỉnh nữa. Khụ khụ, cái gì? Diệp Bắc Minh ho khan mạnh hai tiếng. Tiểu sư đệ, vãi, chẳng lẽ là thật? Sư phụ của mình là đế sư thật ư? Không phải chứ? Trong lòng anh nổi lên làn sóng kinh hãi. Mặc cho Diệp Bắc Minh truy hỏi thế nào, thư ký Tiền cũng chỉ cười mà không nói, không trả lời. Một lát sau, thư ký Tiền mỉm cười nói, thiếu soái, tôi đưa cậu đến đội thiên cơ nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức, phải làm quen với thành viên đội thiên cơ. Ông nội, tin mới đây,
tin mới kinh thiên động địa đây. Diệp Như Ca chạy về nhà họ Diệp, vừa chạy vừa hét lớn. Hai người Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành vẫn đang đánh cờ. Diệp Như Ca chạy vào, kích động mặt đỏ bừng, ông nội, tin mới nóng hổi. Vừa nãy, Diệp Như Ca giải thích một lượt chuyện xảy ra ở Hiệp hội Võ Đạo. Cái gì? Còn có chuyện này hả? Không thể nào. Diệp Lăng Tiêu tỏ ra rất bình tĩnh, còn Diệp Cấm Thành lại nhảy dựng lên. Diệp Lăng Tiêu cau mày, Như Ca, cháu nói đều là thật chứ? Thư ký Thiền cũng đến ư? Diệp Như Ca kích động gật đầu như gà mổ thóc, đúng thế ông nội, đều là thật đấy. Sao lại như thế được? Long chủ đã nhúng tay hai lần rồi, Diệp Cấm Thành không thể tin nổi, với thân phận của ông ta, sao lại nhúng tay vào chuyện của giới võ đạo? Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Sau một hồi chấn hãi, Diệp Lăng Tiêu bình thường trở lại. Ông ta lặng lẽ nói một câu, Cấm Thành, đánh cờ. Đại ca! Diệp Cấm Thành kinh ngạc. Đánh cờ. Diệp Lăng Tiêu vẫn chỉ nói hai chữ đó. Ông ta đã đoán từ lâu, những người đó liên thủ lại cũng không làm gì được Diệp Bắc Minh, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Lúc này, chiếc xe chở Diệp Bắc Minh rời khỏi Long Đô. Đi về hướng Bắc, quân doanh của đội Thiên Cơ Long Hồn cách Long Đô 80 km. Chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh, dưới sự hộ tống của một đội xe. Đi thẳng về hướng Bắc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm, cảm nhận được chưa, cách đây 300 mét, đó là Võ Hoàng. Còn có một nam một nữ, một võ vương đỉnh phong, một võ vương cấp trung. Đi theo phía sau cậu. Diệp Bắc Minh trả lời một câu, bọn họ đã đi theo tôi bắt đầu từ lúc tôi rời khỏi Hiệp hội Võ Đạo rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, còn có ba luồng khí thức thần bí cũng ẩm thầm theo cậu. Bọn họ luôn giữ khoảng cách 500 mét, không để tôi cảm nhận được. Bỗng nhiên, ba luồng khí thức thần bí đó biến mất. Sau đó, khí thức của Võ Hoàng và Võ Vương Đỉnh Phong, Võ Vương cấp trung đó cũng biến mất. Đi rồi ư? Diệp Bắc Minh thấy rất kỳ lạ. Đội xe đi vào một căn cứ địa được cảnh giới nghiêm ngặt. Cho dù có thư ký Tiền dẫn đầu, cũng phải trải qua 7-8 lượt kiểm tra, mới được đi vào trong. Thậm chí ngay cả chốt cuối cùng cũng phải dùng đến hệ thống mống mắt người để mở ra. Diệp Bắc Minh biết. Vậy là đã đến đội Thiên Cơ. Thư ký Tiền cho Diệp Bắc Minh đăng ký hệ thống mống mắt người, sau này ra vào đội Thiên Cơ đơn giản hơn nhiều. Thông qua chốt cuối cùng, phía trước liền rộng rãi thông thoáng. Là một thao trường rộng lớn. Đội ngũ hơn 3.000 người đứng xếp hàng phía trước. Một luồng khí lạnh lẽo ập đến. Diệp Bắc Minh lướt mắt nhìn qua, không nhịn được sợ giật mình. Hơn 3.000 tướng sĩ bình thường của đội Thiên Cơ đều từ Đại Tông Sư trở lên. Tiểu đội trưởng Võ Linh, hơn 100 người. Có đến gần 10 người cùng cảnh giới Võ Vương giống anh. Thư ký Tiền đi đến, tuyên bố với mọi người, Long chủ có lệnh, bắt đầu từ bây giờ, Thiếu soái Diệp là chủ soái của đội Thiên Cơ. Thiếu soái Diệp, cậu tự giới thiệu đi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, xin chào mọi người, tôi là Diệp Bắc Minh, năm nay 23 tuổi. Bù! Cả đội quân lập tức bùng nổ xôn xao. Mới 23 tuổi. Vãi, trẻ vậy sao, mới 23 tuổi đã có thể làm chủ soái đội Thiên Cơ. Tên nhóc này, trông có vẻ trói gà không chặt, tôi chỉ dùng một quyền cũng có thể đánh chết cậu ta. Long chủ đang đùa sao? Có phải chúng ta huấn luyện quá lâu, quên mất hôm nay là ngày cá tháng tư không? Đội Thiên Cơ cách biệt với bên ngoài, ngoại trừ huấn luyện, vốn không tiếp xúc với bên ngoài. Cho nên bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên Diệp Bắc Minh. Một tên nhóc 23 tuổi vắt mũi chưa sạch trở thành chủ soái của đội Thiên Cơ Long Hồn. Mẹ kiếp, có ai phục được chứ? Có quân nhân nào mà không phải là đàn ông đầy nhiệt huyết? Hầu như tất cả bọn họ đều hơn 30 tuổi, thậm chí có người 40 tuổi, 50 tuổi. Thư ký Tiền cau mày, nghiêm túc. Cả hội trường yên lặng. Thư ký Tiền đến thay mặt Long chủ, bọn họ không dám lỗ mãng. Nhưng Diệp Bắc Minh 23 tuổi là cái thá gì chứ? Bỗng nhiên, một người trong đó bước ra khỏi hàng, lớn tiếng quát, mệnh lệnh của Long chủ, chúng tôi không dám không nghe. Nhưng, chúng tôi không phục. Vừa dứt lời, tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ đồng thanh lớn tiếng hô, đúng thế, chúng tôi không phục. Không phục, không phục, không phục. Sóng âm ngút trời, giống như biển thét,
toàn bộ mang theo nội lực, khiến người ta đinh tai nhức óc. Diệp Bắc Minh biết, các tướng sĩ đội Thiên Cơ đang thị uy với anh. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra, mỉm cười lên tiếng, ai không phục, có thể ra thách chiến với tôi. Tiểu đội trưởng đội 18, Lư Quốc Phong, xin xuất chiến. Một người đàn ông võ linh đỉnh phong hô lên. Anh ta khoảng 30 năm tuổi, cơ bắp da thịt nâu đồng, trông vô cùng cường tráng. Thư ký Tiền mỉm cười, phê chuẩn. Lư Quốc Phong đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, lạnh giọng nói, cậu nhóc, tôi không cần biết cậu có quan hệ gì với Long Chủ, đội Thiên Cơ chỉ có một chủ nhân, chính là Long Chủ. Cậu đến từ đâu thì cút về đó cho tôi. Tấn công ra một quyền. Mang theo cơn lửa giận của thành viên đội Thiên Cơ. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng, đứng ở đó. Lãnh đạm thờ ơ. Cất giọng thản nhiên, nếu tôi ra tay thì coi như tôi thua. Thái độ của anh càng khiến các tướng sĩ đội Thiên Cơ nổi giận ngút trời. Đội trưởng Lư, dạy cho anh ta một bài học đi. Tên nhóc này thật quá ngạo mạn. Cho anh ta hối hận vì đã đến đây đi. Đám người đội Thiên Cơ quát lớn. Không vấn đề. Lư Quốc Phong trả lời một câu, đã xông đến trước người Diệp Bắc Minh, giơ tay tung ra một quyền, rơi đến lồng ngực của Diệp Bắc Minh. Phập. Một tiếng vang lớn. Cánh tay đó của Lư Quốc Phong, rắc rắc một tiếng gãy lìa. Cả người cũng bị lồng ngực của Diệp Bắc Minh chấn rung bay ra xa, nằm đươi đất thao trường. Lập tức cả đội Thiên Cơ yên lặng. Diệp Bắc Minh thực sự còn chưa ra tay, thì đã đánh bại Lư Quốc Phong. Lúc này, Lư Quốc Phong tỏ vẻ mặt chấn hãi, đôi mắt cũng trừng lên. Làm sao có thể? Đội trưởng Lư, anh nhường cậu ta phải không? Có người không nhịn được hỏi. Khuôn mặt Lư Quốc Phong đỏ bừng, sao có thể chứ? Sao tôi lại nhường, cậu ta? Lư Quốc Phong cũng thộn mặt. Theo lý mà nói, cho dù Diệp Bắc Minh là một võ vương, cũng không đến mức chấn dung cho anh ta bay đi được. Còn khiến anh ta gãy một cánh tay. Dựa vào cái gì? Bọn họ lại không biết Diệp Bắc Minh giáp kim ti tằm. Đó là đồ của tháp càn khôn chấn ngục, có thể chống lại 9 phần lực tấn công. Lư Quốc Phong tung quyền trông có vẻ rất khủng bố, nhưng trên thực tế đối với Diệp Bắc Minh, nó chỉ như một quyền của võ giả cấp thiên. Diệp Bắc Minh đi về phía Lư Quốc Phong, đưa tay ra với anh ta. Cậu muốn làm gì? Lư Quốc Phong sầm mặt, lùi lại theo bản năng. Tốc độ của Diệp Bắc Minh nhanh hơn. Tóm lấy cánh tay gãy của Lư Quốc Phong. Anh nhanh chóng quay ngón tay. Rắc 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 vang lên một hồi, cánh tay gãy của Lư Quốc Phong lập tức được Diệp Bắc Minh nối liền lại. Lư Quốc Phong kinh ngạc, việc này. Diệp Bắc Minh nhân tiện nói, nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày là không sao, mấy ngày này, đừng dùng nội lực, sẽ không để lại di chứng. À, Lư Quốc Phong ngẩn người. Các tướng sĩ khác của đội Thiên Cơ cũng ngẩn người. Rất hiển nhiên hành động này của Diệp Bắc Minh rất được lòng người. Đối với võ giả tu võ, điều kiêng kỵ nhất chính là tổn thương đến gân cốt. Vạn Lăng Phong bị tổn thương đến gân cốt, nên cả đời này vô duyên với cảnh giới linh võ. Là Diệp Bắc Minh đã chữa khỏi cho ông ta. Nếu không phải Diệp Bắc Minh ra tay, có lẽ cả đời này Lư Quốc Phong cũng không thể sử dụng cánh tay phải để chiến đấu với người khác nữa. Lư Quốc Phong nghĩ đến đây, nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc, cảm ơn. Diệp Bắc Minh phớt lờ anh ta, trở lại trước mặt thành viên đội Thiên Cơ, còn ai không? Soạt, một người đàn ông trung niên đi ra, khoảng 40 tuổi. Cảnh giới võ vương sơ kỳ. Anh ta tự giới thiệu, Đoạn Nha, đội trưởng đội số 3 đội Thiên Cơ, xin lĩnh giáo. Diệp Bắc Minh nhả ra một chữ, mời. Đoạn Nha dậm chân, dẫm ra một cái hố sâu bằng cái mũ sắt. Ru, hổ gầm rồng thét, lao đến như mãnh hổ xuất núi. Phập, Diệp Bắc Minh giơ tay lên tung một quyền đấm vào lồng ngực của Đoạn Nha. Phụt, Đoạn Nha phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại vị trí cũ, soạt soạt lùi về sai 10 mấy bước. Cậu, Đoạn Nha chấn hãi, anh ta biết Diệp Bắc Minh đã nương tay. Nếu không với một quyền vừa nãy, hoàn toàn có thể đánh chết anh ta. Lúc này, anh ta chỉ nôn ra một ngụm máu tươi, nội tạng nóng rát đau dữ dội. Ấy, vãi, cả thân thể bệnh tật, kinh mạch tắc nghẽn lại được đả thông rồi. Ngụm máu mình vừa nôn ra là, làm sao có thể? Đoạn Nha chấn hãi, sau đó chuyển thành cười điên cuồng, hét lời về phía Diệp Bắc Minh, Đoạn Nha, bái kiến thiếu soái Diệp.
thành viên đội thiên cơ thộn người. Có chuyện gì vậy? Đoạn Nha, anh đang làm gì thế? Đội trưởng, sao anh có thể? Mới chỉ có vậy mà đã nhận thua rồi sao? Tướng sĩ khác của đội thiên cơ đầy vẻ tức giận. Chỉ có Đoạn Nha quay đầu nhìn mọi người, các vị, chốc nữa mọi người sẽ hiểu thôi. Diệp Bắc Minh lại chậm rãi lên tiếng hỏi, còn ai nữa không? Lại có một người bước ra, có tôi. Thạch Lỗi, đội trưởng số 7 đội thiên cơ. Diệp Bắc Minh gật đầu, mời. Thạch Lỗi oai phong mạnh mẽ, thân pháp nhanh nhẹn, dẫm chân một cái, cơ thể bay lên không trung sông về phía Diệp Bắc Minh, muốn lấy luôn thủ cấp của anh. Diệp Bắc Minh tùy tiện đánh giá, thân pháp rất tốt, đáng tiếc, vẫn chậm quá. Anh nói cái gì? Thạch Lỗi tức giận. Anh ta là người giỏi khinh công nhất trong đội thiên cơ. Diệp Bắc Minh lại nói anh ta chậm. Cơn lửa giận bùng phát. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu. Liền sau đó, đá ra một cú. Phập, Thạch Lỗi giống như quả bóng, như chủ động đập vào chân của Diệp Bắc Minh, khoảnh khắc bay đến liền bị đá bay trở lại. Xoạt, đồng thời, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lấy ra hai cây kim châm vứt về phía Thạch Lỗi. Cắm lên chân của Thạch Lỗi. Cái gì vậy? Cậu còn dùng ám khí? Thạch Lỗi cau mày. Hai cây kim châm, không đau không ngứa, chẳng lẽ là châm độc sao? Anh ta vừa đưa tay định rút ra. Đột nhiên, sức nóng từ chân truyền đến. Thạch Lỗi kinh ngạc, anh ta cảm nhận được rõ ràng, dây thần kinh bị đứt ở chân lại được nối liền. Trời ơi! Đồng tử của Thạch Lỗi bỗng co lại, không dám tin ngẩng đầu, nhìn Diệp Bắc Minh. Hoàn toàn chấn kinh. Hết sức vui mừng. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, đừng cử động bừa bãi, nghỉ ngơi 3 ngày, đợi kinh mạch hồi phục, tốc độ sẽ nhanh hơn. Thạch Lỗi vô cùng vui mừng, dường như anh ta biết vừa nãy tại sao Đoạn Nha lại phản ứng như vậy. Thiếu soái Diệp, bắt đầu từ bây giờ, cái mạng của Thạch Lỗi tôi là của cậu. Đám đông lại bùng nổ lần nữa. Một Đoạn Nha, một Thạch Lỗi, tất cả đều phục ư. Thư ký Tiền cũng bất ngờ, lòng thầm nghĩ, tên nhóc này cũng giỏi đấy. Mình còn cho rằng tất cả là do Long chủ yêu quý cậu ta, không ngờ cũng có chút bản lĩnh thật. Nhưng nơi này là đội thiên cơ, không phải có chút bản lĩnh là được. Rất nhiều người có bản lĩnh, cần phải có thực lực tuyệt đối khiến bọn họ thần phục. Sau đó, người thứ tư đi ra, Đoạn Nha, Thạch Lỗi, hai người không được rồi. Để Vương Mãnh, đội trưởng đội số 5 thiên cơ tôi đây khiêu chiến với cậu đi. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, thật mất thời gian. Các anh cùng lên đi. Anh, và anh nữa. Diệp Bắc Minh đưa một tay ra chỉ vào những đội trưởng còn lại. Tổng cộng 8 võ vương. Lại muốn bọn họ cùng lên. Vãi! Điên rồi sao? Kể cả thư ký Tiền cũng phải cau mày. Diệp Bắc Minh lập uy trước mặt thành viên đội thiên cơ, anh ta không phản đối. Nhưng một người chiến với 8 võ vương, thực sự có hơi tự cao tự đại, thiếu soái Diệp, cậu chắc chắn chứ? Thực lực của đại đội trưởng đội thiên cơ hoàn toàn có thể lọt vào top 100 bảng xếp hạng tông sư Á Châu đấy. Long Quốc còn có rất nhiều cao thủ không có tên trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần lo lắng. Được. Thư ký Tiền không nhiều lời, lùi lại mấy bước. Anh ta đã nhắc nhở rồi. Diệp Bắc Minh không nghe, anh ta cũng sẽ không nói nhiều. Thời khắc quan trọng, anh ta sẽ cho người dừng tay, sẽ không để Diệp Bắc Minh bị phế hay chết. Còn đợi cái gì, cùng lên đi. Cuồng ngạo. Diệp Bắc Minh, cậu coi đội thiên cơ là nơi nào hả? 8 võ vương cùng ra tay. Cả thao trường lập tức nổi lên cuồng phong, nội lực vô tận nổi lên. Cát bay đá lăn, cuồng phong cuồn cuộn. Khói bụi ngập trời. Che mất tầm nhìn của tất cả mọi người. 8 bóng hình cùng ra tay, không thèm nhiều lời với Diệp Bắc Minh, cùng xông đến. Diệp Bắc Minh nhảy vọt lên. Cả người xoay tròn 360 độ trong không trung, anh không ra tay, mà dùng chân. Thịch, thịch, thịch. Một cú tung ra đá một người, giống như vượt nóc băng tường, nghiêng người dẫm lên lồng ngực của 8 người, đá bay tất cả bọn họ. Khói bụi tiêu tan. Cả thao trường lập tức yên tĩnh. Hơn 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ trợn mắt há hốc miệng. Toàn bộ 8 đại đội trưởng cảnh giới võ vương nằm dưới đất. Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh vẫn đứng ở đó. Vãi, mạnh đến thế sao? Thư ký Tiền suýt rớt cả cằm. Sắc mặt của 8 đội trưởng, không
không ai giống ai, bệnh tật trên người họ, hay kinh mạch bị tổn thương đều được Diệp Bắc Minh đá cho hồi phục. Ông trời ơi! Ánh mắt của 8 người nhìn Diệp Bắc Minh trở nên giống như đoạn nha, thạch lỗi. Đội 1, mọi người còn đợi cái gì? Còn không bái kiến thiếu soái Diệp đi. Đội 2, đứng ra, đến bái kiến thiếu soái Diệp. Đội 3, mau đến bái kiến thiếu soái Diệp. Một lát sau, toàn thể đội thiên cơ bái kiến thiếu soái Diệp. Bái kiến thiếu soái Diệp. Tiếng hô vang vọng cả thao trường. Thư ký Tiền nở nụ cười, lần này có thể về bàn giao rồi. Diệp Bắc Minh giơ tay, nhẹ nhàng áp xuống. Lập tức yên tĩnh. Anh nhàn nhạt nói, mọi người đi huấn luyện đi, tôi và thư ký Tiền còn có việc cần bàn bạc. Rõ. Hơn 3.000 tướng sĩ đồng thanh đáp. Đội 1, Nghiêm, đằng sau quay. Đội 2. Thư ký Tiền tươi cười đi lên, cùng Diệp Bắc Minh đi ra ngoài vòng thao trường. Thư ký Tiền cười hỏi, thiếu soái, thực lực của các tướng sĩ đội thiên cơ cũng ổn chứ? Không ổn lắm. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cái gì? Thư ký Tiền ngẩn người, nhướng mày, thiếu soái, đội thiên cơ không có tướng sĩ bình thường dưới đại tông sư đâu. Tiểu đội trưởng là Võ Linh, đại đội trưởng là Võ Vương, nhìn khắp toàn cầu, tướng sĩ cấp quốc gia như này cũng rất hiếm. Diệp Bắc Minh hơi cau mày. Trầm mặc một lát, thư ký Tiền nhìn ra vẻ khó xử của anh, cười nói, thiếu soái, có gì cứ nói, không sao. Diệp Bắc Minh bèn nói, vậy tôi không khách sáo nữa, tránh cho vị sư huynh đó của tôi không vui. Thứ nhất, có vẻ sự huấn luyện của đội thiên cơ rất khủng bố, trên thực tế rất rác rưởi. Loại thực lực trên giấy thế này, nếu đánh võ đài thì còn được. Còn nếu là chiến trường sinh tử thì sao? Cuộc chiến sinh tử thực sự, bọn họ sẽ không coi trọng quy tắc võ đạo. Ám khí, thuốc độc, thậm chí vũ khí nóng, bom đạn, võ giả đều biết sử dụng hết, thời đại thay đổi rồi. Vừa nãy tôi đấu với mấy người đoạn nha, thạch lỗi, đã phát hiện bọn họ thích ra tay theo từng bước một. Cho nên, gặp phải cuộc chiến sinh tử thực sự, có lẽ một võ linh đỉnh phong trải qua vô số trận thực chiến tàn khốc cũng có thể giết bọn họ. Thư ký Tiền tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, còn thứ hai thì sao? Diệp Bắc Minh nói tiếp, thứ hai, các tướng sĩ đội thiên cơ quá kiêu ngạo. So với tướng sĩ bình thường, gần như không biết tuân theo mệnh lệnh là thế nào. Long chủ hạ lệnh, để tôi tiếp nhận đội thiên cơ, bọn họ còn nghi ngờ. Thư ký Tiền cười khổ một tiếng, võ giả thực lực cao cường, kiêu ngạo một chút chẳng lẽ không tốt sao? Diệp Bắc Minh nhìn sang thư ký Tiền, bọn họ là quân nhân, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh. Nếu tôi là Long chủ, hạ lệnh cho họ đi chết, bọn họ phải đi chết ngay lập tức, chứ không phải nghi ngờ mệnh lệnh này có chính xác hay không. Thư ký Tiền hơi ngẩn người. Suy ngẫm gật đầu. Còn thứ ba, còn nữa không? Diệp Bắc Minh gật đầu, thứ ba, thực lực của bọn vẫn còn không gian nâng cao. Thư ký Tiền kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, vẫn còn không gian tăng lên ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế. Tăng lên bằng cách nào? Ánh mắt thư ký Tiền rực lửa. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, đan dược. Đan dược. Đúng thế, đan dược. Thư ký Tiền thở dài một tiếng, đội thiên cơ đã dùng đan dược tốt nhất Long Quốc rồi. Nếu không chỉ dựa vào tu luyện vật vả, đâu thể tập trung 3.000 đại tông sư được. Hơn nữa cậu cũng biết đấy, bồi dưỡng một võ giả, cần rất nhiều tiền tài. Một đại tông sư, ít nhất phải cần 1 tỷ. 3.000 đại tông sư, là 3.000 tỷ, bằng khoảng GDP một tháng của cả Long Quốc. GDP một tháng có vẻ không nhiều. Nhưng đây là một quốc gia. Dùng sức mạnh của một quốc gia bồi dưỡng 3.000 người này. Càng đừng nói Long Quốc còn phải phát triển những mặt khác. Không thể nào đầu tư toàn bộ vào một đội thiên cơ. Diệp Bắc Minh chố mắt, đầu tư nhiều tiền như vậy sao? Các anh tiêu tiền vào việc gì? Thư ký Tiền thở dài một tiếng, vào việc huấn luyện hàng ngày, và các chi phí thiết bị. Diệp Bắc Minh cạn lời, tôi viết cho anh một đơn đan dược, chuẩn bị dược liệu theo đơn cho tôi. Đến lúc đó tôi có thể luyện ra một lô đan dược cho các anh. Nâng cao thực lực tổng thể của Long Hồn. Một năm, 10 tỷ là quá đủ. Cái gì? Thư ký Tiền hít khí lạnh. Mẹ kiếp! Anh ta kích động đến mức muốn chửi thề. Một năm 10 tỷ là đủ. Nếu thực sự thành công, thì giảm chi phí xuống 300 lần. Đối với Long Quốc, tiết kiệm được món tiền lớn như vậy, thì có thể làm được rất nhiều việc. Thậm chí thành lập thêm mấy đội thiên cơ nữa cũng được.
Thư ký Tiền hoàn toàn chấn hãi, anh ta không thể tin nổi nhìn Diệp Bắc Minh, thiếu soái Diệp, chuyện này không đùa được đâu, cậu chắc chắn chứ? Nếu chắc chắn, tôi đi báo cáo Long chủ ngay. Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu, tôi không thích đùa. Được. Thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Diệp Bắc Minh như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi, thư ký Tiền, nếu anh không hiểu về dược liệu lắm, thì có thể liên lạc với một cô gái tên là Ngụy Yên Nhiên. Cô ta là người của nhà họ Ngụy ở Long Đô, chủ tịch của công ty dược phẩm Thiên Hương, việc này có lẽ rất đơn giản với anh. Ồ, được. Thư ký Tiền cười đầy ý sâu xa. Anh ta còn cho rằng, Diệp Bắc Minh có gì với Ngụy Yên Nhiên cơ đấy. Trên thực tế, Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ tiện miệng nói thôi. Ngụy Yên Nhiên đâu biết rằng một câu nói tùy tiện của Diệp Bắc Minh lại mang đến lợi ích lớn cho cô ta. Diệp Bắc Minh dừng bước chân, nhìn thư ký Tiền, đúng rồi, thư ký Tiền. Sao thế, cậu Diệp nói đi. Thư ký Tiền cũng thay đổi cách xưng hô. Từ cậu sang cậu Diệp. Phải biết rằng, thư ký Tiền là người bên cạnh Long chủ. Chữ cậu Diệp, có trọng lượng thế nào? Diệp Bắc Minh hiếu kỳ hỏi, đội thiên cơ do Long chủ quản lý, vậy đội thần cơ thì sao? Đồng tử của thư ký Tiền co lại, trầm mặc. Một lát sau, thư ký Tiền mới nghiêm trọng nói, có liên quan đến gia tộc cổ võ, nhưng cậu đừng hỏi nữa, biết quá nhiều không có lợi cho cậu. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Không hỏi nhiều thêm. Nhưng bốn chữ gia tộc cổ võ khiến sâu trong đôi mắt của anh lóe lên tia sắc lạnh. Diệp Bắc Minh không ở lại trong đội thiên cơ. Nói đợi thư ký Tiền thu thập đủ dược liệu, anh sẽ lại đến đội thiên cơ. Vừa lên xe, điện thoại của Diệp Bắc Minh bỗng đổ chuông. Sau đó anh ấn nút nghe, nhưng tay trượt ấn vào nút loa ngoài, alo, Nhược Tuyết, có chuyện gì thế? Hạ Nhược Tuyết cười hỏi, cậu đang ở đâu đấy, sao không thấy người đâu? Người của cậu làm việc rất hiệu quả, mới có một ngày đã đăng ký thành lập công ty xong. Còn mua một tòa nhà cao chọc trời, tất cả thủ tục đều được chuẩn bị xong, ngày mai sẽ bắt đầu kinh doanh. Tớ muốn, cậu có thể đến dự lễ khai trương không? Diệp Bắc Minh tiện miệng đồng ý, được, không vấn đề. Được, vậy tớ đợi cậu đấy, Hạ Nhược Tuyết cười nhạt. Hai người trò chuyện mấy câu, rồi tắt máy. Thư ký Tiền cười nói, thiếu soái Diệp, tôi cũng có vài người bạn, nếu cậu không để ý, tôi cho bọn họ tham dự lễ khai trương được không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, thôi, tránh rắc rối. Cho tôi xuống đây đi, tôi đi dạo rồi về nhà. Thư ký Tiền rất thông minh. Người thông minh thường không nói nhiều, được. Sau khi anh xuống xe, chiếc xe của thư ký Tiền mau chóng rời đi. Diệp Bắc Minh đứng bên đường cái, lấy ra danh sách những người phải chết. Trên danh sách những người phải chết, người cuối cùng ở Long Đô, Lưu Bán Thành. Ông tưởng rằng, ông chạy thoát nổi sao? Sự việc xảy ra ở Hiệp hội Võ Đạo gây náo động ở cả Long Đô. Bao nhiêu thế lực hợp lại cũng không động được vào Diệp Bắc Minh. Lưu Bán Thành vừa nhận được thông tin. Lông mày không ngừng run lên. Phó Quốc Hoa chết rồi, Tiêu Thiên Chiến chết rồi, Hạ Vũ Thần chết rồi. Trong hoa viên, Lưu Bán Thành chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại, vẻ mặt thay đổi liên tục. Không ổn, Diệp Bắc Minh thực sự muốn đuổi cùng giết tận những người năm đó. Mình phải rời khỏi Long Đô ngay lập tức, nếu không người tiếp theo phải chết sẽ là mình. Không hề do dự. Lưu Bán Thành quay người đi thu dọn đồ đạc. Muộn thêm một bước thì mình sẽ không đi nổi mất. Soạt. Bỗng nhiên, ánh mắt Lưu Bán Thành sầm xuống, nhìn về một hướng nào đó, ai đó. Một thanh niên trẻ chậm rãi đi đến, nhìn Lưu Bán Thành như nhìn người chết. Cho dù Lưu Bán Thành chưa từng gặp Diệp Bắc Minh, cũng nhận ra anh thông qua khí tức trên người anh, Diệp. Bắc Minh. Là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, ông là người cuối cùng rồi, lên đường thôi. Thụp, trực tiếp ra tay, xung quanh người cuộn lên làn gió mạnh. Trong lòng Lưu Bán Thành lập tức ngưng tụ ngọn lửa giận, vãi, Diệp Bắc Minh, mày coi chỗ này của tao là nơi nào hả? Ông ta lùi lại nửa bước, dẫm lên một tảng đá. Ầm ầm ầm, cả hoa viên rung lên giống như động đất. Rắc rắc rắc, tiếng cơ quan khỏi động vang lên. Xoạt xoạt xoạt, mấy trăm mũi tên được chế tạo từ thép không gỉ bay đến, bắn về phía Diệp Bắc Minh. Phong tỏa toàn bộ đường lui của anh. Diệp Bắc Minh bùng phát nội công. Một làn sóng khí cuồn cuộn lên,
đánh bay toàn bộ mũi tên. Tinh tang. Một cái lồng sắt vô cùng to từ trên trời giáng xuống nhốt Diệp Bắc Minh ở trong. Lưu Bán Thành tỏ vẻ mặt tự tin, cười lạnh lùng, Diệp Bắc Minh, mày đúng là muốn chết mà. Lại dám xông vào trong phủ của tao, tao đã tốn biết bao tâm huyết vào hoa viên này, mày biết không? Tao đã tốn hơn 1 tỷ mời người chuyên chế tạo cơ quan của nhà họ Mạc đích thân đến thiết kế cơ quan. Những thứ này đều được chế tạo từ sắt đen. Ông ta quát lớn một tiếng, Diệp Bắc Minh, mày có mọc cánh cũng khó bay được. Vậy sao? Diệp Bắc Minh bật cười. Khiến Lưu Bán Thành cảm thấy rợn người. Ông ta cau mày, lồng sắt này được chế tạo từ sắt đen, cũng có thể nhốt được cả võ hoàng. Mày có thể ra được không? Diệp Bắc Minh không trả lời. Mà dùng hành động chứng minh mình có thể thoát ra. Vừa giơ tay. Trong tay có thêm một thanh kiếm gãy khắc hình đầu rồng. Đây là thuật biến ma. Sau khi trong lòng Lưu Bán Thành thoáng qua suy nghĩ này. Soạt. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long chém ra, nhà tù chế tạo bằng thép ngay cả một kiếm đoạn long cũng không chặn nổi. Trực tiếp bị chém đứt. Mày! Lưu Bán Thành kinh hãi. Ông ta lại một lần khởi động, xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long đuổi theo, một cước đạp ra ngoài. Phản ứng của Lưu Bán Thành cực nhanh, âm thanh sắc bén truyền tới, Diệp Bắc Minh, mày chết đi. Ông ta quay đầu đấm vào lòng bàn chân Diệp Bắc Minh. Bùm! Giống như đánh vào sắt thép vậy, quả đấm trong nháy mắt nổ tung. A! À, Lưu Bán Thành kêu thảm một tiếng. Một cước của Diệp Bắc Minh rơi trên ngực ông ta. Phụt! Phun ra một ngụm máu tươi, tất cả xương sườn đều bể nát, như chó chết nằm trên đất cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh, đừng, đừng giết tôi có tài sản mấy tỷ ở nước ngoài, trong mật thất nhà họ Lưu còn có vô số châu báu. Chỉ cần cậu có thể tha cho tôi. Những thứ đồ này đều là của cậu. Diệp Bắc Minh giống như thần chết. Chậm rãi đi tới. Lưu Bán Thành bị dọa sợ đến điên rồi. Toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng. Ông ta không nhịn được nữa, quát lên một tiếng, các người còn không ra đi, muốn giấu đến khi nào nữa. Nếu lão phu chết, người trong khắp thiên hạ cũng sẽ biết những chuyện chó má của điện huyết hồn các người. Cộp cộp cộp. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Một lão giả trông không hề thu hút. Đôi nam nữ trung niên. Chậm rãi đi ra. Lão giả mặc áo vải, khoảng chừng 50 tuổi. Giống như dân công vào thành phố làm việc. Không chút ấn tượng. Chính là võ hoàng đó. Đôi nam nữ kia cũng rất bình thường, giống như một cặp vợ chồng làm công. Một võ vương đỉnh phong, một võ vương trung kỳ. Ba người cứ nhìn Diệp Bắc Minh như vậy, khóe miệng cười lạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ soàng xính của bọn họ. Khoảnh khắc Lưu Bán Thành nhìn thấy ba người xuất hiện, tâm tình lo lắng lập tức được thả lỏng, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, người của điện huyết hồn đến rồi, hôm nay mày còn không chết sao? Diệp Bắc Minh nói, chính các người theo dõi tôi đi đội thiên cơ. Lão giả kia nhếch miệng cười, kiếm của cậu không tệ, tôi muốn. Giao cho hai người, giết hắn. Đôi nam nữ trung niên cười gật đầu, rất vui vì được phục vụ lão phí. Lời vừa dứt. Người đàn ông đang định ra tay, người phụ nữ liền nói, ông xã, để em thử. Người đàn ông nhướng mày, người này thực lực không tầm thường, võ vương trung kỳ em. Có hơi nguy hiểm. Người phụ nữ ra vẻ không thành vấn đề, không phải còn có anh và lão phí ở đây sao? Tên nhãi này có thể giết em. Em chỉ là muốn thử chút hiệu quả tơ quấn hồn của em thế nào thôi. Người đàn ông gật đầu, được, em cẩn thận chút. Ok. Người phụ nữ cười với người đàn ông. Trong nháy mắt nhìn đến Diệp Bắc Minh, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. 10 ngón tay bà ta cử động, 10 mấy sợi tơ trong suốt bay ra từ trong ống tay áo giống như dây câu, cuốn vào đầu Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, tay cầm kiếm đoạn long đánh tới. Tơ dẫn hồn căn bản không ngăn được kiếm đoạn long, trực tiếp bị cắt đứt. Cái gì, mày dám? Lời còn chưa nói hết. Diệp Bắc Minh liền xông đến bên cạnh người phụ nữ một cách quỷ dị. Giơ tay lên. Một kiếm chém ra. Con người người phụ nữ co rút, đáng tiếc đã muộn. Người đàn ông gào thét một tiếng, vợ. Diệp Bắc Minh, mày dám làm vợ tao bị thương. Nhất định tao sẽ không tha cho mày. Thương. Ha ha. Là giết. Phụt. Đầu người phụ nữ bay ra ngoài, ngã xuống đất vang lên một tiếng ầm.
Trước khi chết mắt bà ta còn lồi ra, không dám tin tại sao mình lại chết như vậy. Trong mắt người đàn ông đều là tia máu, vợ. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày thật đáng chết, mày chết cho tao. Diệp Bắc Minh coi thường lời uy hiếp của người đàn ông. Tay cầm kiếm Đoạn Long, chủ động giết tới. Mẹ nó chứ. Trong lòng người đàn ông dâng lên căm giận ngút trời. Ông ta sắp phá vỡ phòng thủ. Mày giết vợ tao, con mẹ nó còn chủ động ra tay với tao. Ông đây là võ vương đấy. Võ vương đỉnh phong. Mặt đất chấn động, cuồng phong cuốn đến. Võ vương đỉnh phong ra tay, quá kinh khủng. Một quyền đánh ra, đánh về phía tim Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ kiếm Đoạn Long, chém vào đầu người đàn ông. Người đàn ông không thu tay. Diệp Bắc Minh cũng không thu kiếm. Trong hai người phải có một người chết. Người đàn ông cười gằn, quyền của ông ta còn nhanh hơn kiếm của Diệp Bắc Minh. Chỉ cần một quyền này của ông ta đánh vào tim Diệp Bắc Minh, có thể khiến tim anh ngừng đập. Nội lực trong nháy mắt tản đi. Kiếm kia không có lực sát thương. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày ngu sao, người đàn ông nổi giận. Một tên ngu xuẩn lại giết vợ của ông ta. Đáng hận. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh đến. Một quyền của võ vương đỉnh phong rơi vào vị trí tim Diệp Bắc Minh. Cũng không như trong tưởng tượng. Tim Diệp Bắc Minh nổ tung. Mà vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh giống như không sao cả đứng ở đó, kiếm Đoạn Long trong tay chém xuống. Sao có thể? Người đàn ông kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sau đó? Không có sau đó, đầu ông ta bay ra ngoài, tách với thi thể. Lưu Bán Thành sợ đến choáng váng, trợn trừng mắt, kinh ngạc hô lên, mày rốt cuộc có thực lực gì? Đây chính là võ vương đỉnh phong đấy. Một quyền đánh vào tim Diệp Bắc Minh, anh lại không chết. Đừng nói Lưu Bán Thành không chấp nhận nổi, cho dù là lão phí võ hoàng sơ kỳ cũng không thể nào chấp nhận được điều này. Giáp kim ti tàm có thể triệt tiêu 90% sức mạnh. Một quyền vừa rồi nhìn giống như là võ vương đỉnh phong đánh ra. Trên thực tế khi rơi vào ngực Diệp Bắc Minh còn không bằng một kích của tông sư. Anh sao có thể có chuyện gì được? Sắc mặt lão phí rét lạnh đến cực điểm, không ngờ còn chưa ra tay đã hao tổn hai người. Diệp Bắc Minh, mày quả nhiên có chút bản lĩnh. Thanh kiếm trong tay mày là của người phụ nữ để lại. Còn cả công pháp tu luyện cũng là của bà ta. Giao ra đi, tao có thể cho mày toàn thây, bảo người ta chôn cất mày tử tế. Giọng lão phí bình tĩnh, nhưng rất lạnh, khiến người ta không lạnh mà run. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh đến cực điểm, ông biết được bao nhiêu chuyện của 23 năm trước. Tao biết bao nhiêu. Lão phí cười, lão phu chính là tàn dư năm đó, người phụ nữ đó là mẹ cậu. Hắc hắc hắc. Lão phí cười đều, lão phu chém bà ta hai nhát, còn đóng đinh xuyên thấu vào trong cơ thể bà ta. À, đúng rồi, ông đây còn hạ độc với bà ta, không ngờ mạng bà ta rất lớn, thế mà cũng vượt qua. Còn nữa, mẹ mày rất đẹp. Bọn tao còn nghĩ, sau khi cướp đồ trong tay bà ta xong thì cùng nhau chơi bà ta một trận. Ông ta cố ý khích giận Diệp Bắc Minh. Chiến đấu giữa các võ giả, một khi có một bên bị chọc giận thì sẽ mất đi phương hướng. Phần thắng sẽ tăng cực lớn. Sư tử vồ thỏ, phải dùng toàn lực. Lão phí không muốn lật thuyền trong mương. Ông ta rất cẩn thận. Lão phí thành công rồi. Diệp Bắc Minh lập tức bùng nổ như núi lửa. Mày chết cho tao. Một luồng khí thế khủng khiếp gần như xé toạc không khí. Cái thá gì, lão phu là võ hoàng. Lão phí cũng sợ hết hồn. Nào ngờ lão phí chọc giận Diệp Bắc Minh. Ngược lại khiến sức chiến đấu của anh lại được đề thăng. Lão phí dẫm chân, mặt đất xuất hiện một hố sâu, nội kình mãnh liệt dâng trào. Ông ta dùng thực lực võ hoàng, không chút kiêng kỵ xông đến. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được nói, nhóc con, cậu cẩn thận một chút, đây là võ hoàng sơ kỳ. Còn cậu mới là võ vương sơ kỳ. Giữa hai người kém một cảnh giới lớn, cậu nhất định phải liều mạng sao? Vừa rồi hắn rõ ràng là đang chọc giận cậu, cậu đừng để đầu óc mê muội. Diệp Bắc Minh không trả lời. Lập tức ra tay. Kiếm Đoạn Long chém ra. Không có bất kỳ động tác thừa, trực tiếp bổ vào đầu lão phí. Hoàn toàn không thiết phòng ngự. Chỉ muốn công kích. Một luồng khí tức tử vong tấn công vào mặt. Lão phí nhìn thấy lối đánh liều mạng mà sợ hết hồn,
chỉ đành thu tay về phía sau. Dù ông ta có thể đánh gục Diệp Bắc Minh, bị kiếm Đoạn Long chém một nhát, cũng đủ khiến ông ta bị thương. Ông ta không muốn bị thương. Một võ vương sơ kỳ cũng xứng khiến hắn bị thương sao? Vèo! Lão Phí lui xuống. Bị Diệp Bắc Minh một kiếm đánh lui. Diệp Bắc Minh cười, võ hoàng. Đây chính là võ hoàng sao? Tôi sợ quá, sợ chết rồi kìa. Đại ca võ hoàng, cầu xin ông đừng chạy, qua đánh một trận với tôi đi. Bị giễu cợt như vậy, Lão Phí giận xanh mặt. Ông ta vốn muốn chọc giận Diệp Bắc Minh, không ngờ mình lại bị chọc giận ngược lại. Mẹ kiếp! Không thể tha thứ! Lão Phí nổi giận gầm lên, Diệp Bắc Minh, lão phu phải đốt xương cốt mày thành tro, ném thịt mày cho chó ăn. Diệp Bắc Minh cười đáp, được thôi, nhưng ông đừng chạy nữa được không? Một võ hoàng bị võ vương đuổi giết, có phải quá mất mặt không? Mẹ kiếp! Lão Phí không nhịn được, trực tiếp chửi tục, con mẹ nó thanh kiếm này của mày lực sát thương quá lớn, có bản lĩnh thì không cần dùng nó đi. Diệp Bắc Minh đáp được, chỉ cần ông đánh nhau với tôi không dùng thì không dùng. Soạt! Trong nháy mắt kiếm Đoạn Long biến mất. Lão Phí ngơ ngác. Mẹ kiếp! Đây là tên máu liều gì vậy? Nói không cần kiếm Đoạn Long thì không cần luôn. Trong lòng Lão Phí cười nhạt, quả nhiên là tuổi trẻ. Kiếm Đoạn Long là thứ đồ duy nhất của Diệp Bắc Minh có thể uy hiếp được Lão Phí, anh lại cất thanh kiếm này đi. Mặc dù không biết sao kiếm Đoạn Long cất được, nhưng chắc chắn là thủ đoạn của người phụ nữ kia. Lão Phí vô cùng hướng đến thủ đoạn thần kỳ kia. Ông ta quyết định bắt sống Diệp Bắc Minh, sau đó nghiêm hình tra khảo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút nóng nảy, ôi trời ơi, Diệp Bắc Minh, cậu muốn làm gì? Cậu không dùng kiếm Đoạn Long, làm sao đánh hắn? Cậu điên rồi. Tôi cảnh cáo cậu, mặc dù chúng ta ký kết hiệp ước chủ tới, nhưng nếu cậu chết, tôi cũng không ảnh hưởng chút nào. Tới đi, để tôi khống chế cơ thể cậu, toàn lực bùng nổ, giết hắn trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh trả lời, không cần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng, hà cớ gì, cứ để tôi ra tay. Diệp Bắc Minh không trả lời. Xông đến Lão Phí. Không có kiếm Đoạn Long, lại còn dám xông đến. Mẹ kiếp mày coi Lão Phu là cái gì? Lão Phí giống như con sư tử nổi giận, một quyền đánh ra, xé rách không khí, đánh về phía mặt Diệp Bắc Minh. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, khi đến gần Lão Phí trong phạm vi 5 mét. Đột nhiên, anh quát lên, kiếm Đoạn Long. Kiếm Đoạn Long. Lão Phí kinh ngạc, sau đó cười gắn, thằng nhãi, trong phạm vi 5 mét, dù mày dùng kiếm, liệu kịp sao? Đi chết đi. Một quyền đánh ra. Ai nói không kịp chứ, Diệp Bắc Minh cười đầy quỷ dị. Cái gì? Lão Phí cảm thấy không đúng. Phụt. Đột nhiên cơ thể ông ta rung lắc mạnh. Phun ra một ngụm máu tươi. Không tin nổi nhìn ngực mình. Một lỗ máu xuất hiện từ bao giờ? Nối từ ngực ra sau lưng. Vừa rồi trong khoảnh khắc kia, kiếm Đoạn Long đột nhiên xuất hiện sau lưng Lão Phí, đâm xuyên người ông ta. Một giọt máu cũng không dính. Bay trở về tay Diệp Bắc Minh. Con người Lão Phí chấn động, mặt không tưởng tượng nổi, sao, sao mày làm được? Cơ thể ngã xuống đất. Ông ta đến chết cũng không biết kiếm Đoạn Long là thế nào, sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Còn mẹ nó còn đâm xuyên người mình. Lưu Bán Thành sợ đến ngây người. Nằm trên đất, bò ra ngoài giống như chó chết. Võ Hoàng. Con mẹ nó là Võ Hoàng đấy. Lại bị Diệp Bắc Minh giết. Lại còn trong tích tắc, đúng là nghịch thiên. Diệp Bắc Minh chém ra một đường kiếm khí, giết chết Lưu Bán Thành. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen ngợi, giỏi lắm nhóc con. Ngay cả tôi cũng không ngờ cậu lại nắm trong tay sức mạnh không gian khủng khiếp như vậy. Làm sao cậu lại có ý tưởng này? Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm Đoạn Long, cũng không phải không cần kiếm. Chẳng lẽ anh ngu thật sao? Anh chỉ là muốn Lão Phí buông lỏng cảnh giác. Diệp Bắc Minh mỉm cười giải thích, tôi đã cân nhắc từ lâu, chỉ cần tôi có suy nghĩ là có thể khiến kiếm Đoạn Long đột nhiên xuất hiện trong tay. Như vậy có thể khiến kiếm Đoạn Long xuất hiện ở nơi khác đúng không? Ví dụ ở sau lưng kẻ địch. Vừa rồi tôi thử một chút, không ngờ thật sự thành công. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen ngợi, ha ha ha, không tệ, hậu sinh khả úy. Kiếm Đoạn Long xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, thứ vận dụng là sức mạnh không gian, chỉ cần ông muốn, quả thật có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu.
Ý tưởng của cậu rất hay, lần sau đừng như vậy nữa. Cậu biết không, dáng vẻ liều mạng vừa rồi thật sự rất dọa người. Tiếp theo, Diệp Bắc Minh kiểm tra di vật của lão Phí và cặp vợ chồng trung niên kia. Lục soát được từ trên người bọn họ một lệnh bài màu máu. Phía trên khắc một chữ hồn, còn mang theo một con số. Lão Phí là 29. Cặp vợ chồng trung niên theo thứ tự là 77 và 178. Biệt hiệu sao? Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái. Không có suy nghĩ nhiều. Cất ba chiếc lệnh bài vào trong tháp càn khôn trấn ngục. 2 giờ sau, trong một dãy núi sâu thẳm cổ xưa, tổng đàn điện huyết hồn. Trong phòng họp u ám, một đám người vội vã được triệu tập đến đây. Những người này đều là tầng lớp cấp cao của điện huyết hồn. Tất cả mọi người đều nghi ngờ, hôm nay là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn? Nếu không tại sao điện chủ lại đột nhiên triệu tập tất cả những người từ cấp trưởng lão trở lên trong tổng đàn? Mọi người vào ngồi. Giống như viện nguyên lão của La Mã cổ đại. Đột nhiên, một bóng đen chậm rãi đi tới, toàn thân mặc áo đen. Không ai biết dáng vẻ thật của người đó. Soạt, soạt, soạt. Tất cả mọi người đứng dậy, cúi người 90 độ về phía người mặc áo đen, điện chủ. Bóng đen kia chậm rãi đi tới vị trí điện chủ, ngồi xuống. Im lặng. Không biết qua bao lâu. Một giọng nói lạnh băng truyền ra, lão Phí chết rồi. Cái gì? Sao có thể? Bên trong phòng họp xôn xao. Điện chủ huyết hồn lạnh lẽo nói, tin tức mới nhất từ Long Đô truyền đến lúc 30 phút trước. Lão Phí chết trong trang viên của Lưu Bán Thánh, có người đã phân tích tình hình chiến đấu lúc đó. Lão Phí đi giết Diệp Bắc Minh, hắn cũng xuất hiện trong camera nhà họ Lưu. Nhưng trong vườn hoa không có camera. Tình hình chiến đấu được phân tích là lão Phí tỉ thí trực tiếp với Diệp Bắc Minh, có người đánh lén từ phía sau, giết lão Phí. Hội trường tĩnh lặng. Lão Phí là võ hoàng. Thực lực ngút trời. Xếp thứ 29 ở điện huyết hồn. Dù có người đánh lén từ phía sau lưng, giết lão Phí, chí ít cũng phải top 10 trong điện huyết hồn. Là ai giết lão Phí? Là người của chính phủ Long Quốc. Rất có thể. Bỗng nhiên, có người nói, không lẽ là Diệp Bắc Minh? Im lặng. Sau đó lại lập tức sôi sùng sục. Tại sao có thể là Diệp Bắc Minh? Lão Phí là thực lực võ hoàng, Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi chứ? 23 tuổi, hay là 22 tuổi? Chỉ dựa vào vậy mà cũng muốn giết lão Phí, kiếp sau đi. Vậy thì đoán chắc là người của chính phủ Long Quốc rồi. Mọi người bàn luận. Im lặng. Chủ điện huyết hồn mở miệng, ngoại trừ chuyện 23 năm trước, nhiều năm qua, điện huyết hồn ta chưa từng tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, người giết chết lão Phí sẽ có biệt hiệu sát thần. Điện huyết hồn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm thấy sát thần, diệt trừ hắn. Các vị trưởng lão điện huyết hồn đồng thanh trả lời. Xin tuân lệnh điện chủ. Diệp Bắc Minh rời khỏi nhà họ Lưu, liên lạc với thập sư tỷ trước tiên. 15 phút sau, Vương Như Yên lái xe chạy đến hiện trường. Diệp Bắc Minh cười ngồi vào bên ghế lái phụ. Vương Như Yên liếc nhìn cửa lớn nhà họ Lưu, Lưu Bán Thành chết rồi. Chết rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Vương Như Yên mặt bất đắc dĩ, tiện tay gọi một cú điện thoại alo. Mấy người đến nhà họ Lưu dọn dẹp đi. Diệp Bắc Minh bổ sung, sư tỷ, còn có người của điện huyết hồn. Cái gì? Vương Như Yên kinh ngạc, mặt đẹp nghiêm túc, sát lại gần Diệp Bắc Minh, em đánh nhau với người của điện huyết hồn. Cô ấy tìm kiếm một hồi trên người anh. Kiểm tra lỗ tai, mắt, lỗ mũi. Thậm chí tay ngọc cũng đưa vào quần áo Diệp Bắc Minh, kiểm tra một trận. Diệp Bắc Minh ngây người, khụ, thập sư tỷ, chị làm gì vậy? Vương Như Yên vừa kiểm tra vừa nói, nhìn xem em có sao không? Đương nhiên em không sao. À, thập sư tỷ, chỗ đó không cần kiểm tra đâu nhỉ? Nhìn Vương Như Yên chìa tay về phía quần mình, Diệp Bắc Minh vội vàng túm tay cô ấy. Vương Như Yên sửng sốt, sau đó cười hì hì, đúng rồi, tiểu sư đệ đã là đứa bé lớn rồi. Diệp Bắc Minh nhấn mạnh, gì mà đứa bé lớn, em là đàn ông. Vương Như Yên cười tươi như hoa, chìa tay ấn đầu Diệp Bắc Minh, thôi đi, tình hình của em thập sư tỷ còn không biết. Ban đầu em bị thương, chỉ còn giúp em tắm đấy. Diệp Bắc Minh ngượng ngùng,
khụ, chuyện từ lâu rồi mà, đừng nói nữa. Vương Như Yên mặt giễu cợt nhìn anh, sợ cái gì? Chỉ cần em chưa kết hôn, trong mắt sư tỷ em chính là trẻ con. Hai người náo loạn một hồi. Vương Như Yên nghiêm túc hỏi, tiếp theo có dự định gì không? Diệp Bắc Minh nói, em chuẩn bị về Giang Nam một chuyến, tham gia lễ khai trương công ty của Nhược Tuyết. Sau đó lại đi cảng đảo, hình như năm đó mẹ em cất thứ gì đó ở thương hội Hội Phong. Em đi xem thế nào, có thể lấy ra được không? Vương Như Yên gật đầu, dường như suy nghĩ gì đó. Bảo anh hết sức cẩn thận. Đặc biệt là cẩn thận điện huyết hồn. Diệp Bắc Minh còn muốn đích thân tạm biệt Lục Tuyết Kỳ. Vương Như Yên nói với anh, Lục Tuyết Kỳ đang xử lý chuyện của Hiệp hội Võ Đại và bốn gia tộc lớn, tạm thời không rảnh. Diệp Bắc Minh nói, thập sư tỷ, chuyện này vẫn nên để em tự gánh. Các chị vì em mà làm quá nhiều rồi, em cũng ngại. Vương Như Yên trầm mặt. Mặt đầy nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh. Bị thập sư tỷ nhìn như vậy, Diệp Bắc Minh ngơ ngác, thập sư tỷ, sao vậy? Hừm. Vương Như Yên hừm lạnh một tiếng, thật sự nổi giận, em coi các chị là ai? Các chị giúp em, còn cần hỏi em ngại hay không? Các chị là sư tỷ của em, giúp em là điều bất di bất dịch. Nếu còn có suy nghĩ này nữa, chị sẽ kéo tai em xuống đấy. Vương Như Yên chìa một tay, nắm lấy tai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vội vàng cầu xin, thập sư tỷ tha mạng. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh ngồi tàu cao tốc quay về Giang Nam. Vừa lên ngồi xuống, ba người một già hai trẻ mang theo huyết khí, giống người bình thường cùng đi vào khoang tàu Diệp Bắc Minh đang ngồi. Ba người nhìn như tùy ý tản ra, nhưng trên thực tế ngồi ở bốn phương tám hướng với Diệp Bắc Minh. Bao vây anh. Diệp Bắc Minh cười, người của điện huyết hồn, phiền các người lần sau theo dõi tôi thì che giấu đi huyết khí trên người các người đi nhé. Soạt. Đồng tử ba người co rút lại, có chút giật mình. Nhưng vẫn không nói chuyện. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ba người vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Lão giả kia ngẩng đầu lên, mặt đầy nghi ngờ, nhóc con. Cậu đang nói chuyện với tôi đúng không? Cái gì mà, điện tuyết hôn, cái gì mà theo dõi, cậu nói gì chả hiểu, có ý gì thế? Ông ta giả bộ đến cùng. Hơn nữa, bọn họ cho rằng Diệp Bắc Minh không thể nào phát hiện ra mình. Phần nửa là mở miệng lừa gạt bọn họ chút thôi. Chỉ cần kiên trì đến cùng, chắc chắn có thể vượt qua cửa kiểm tra. Diệp Bắc Minh giơ tay, đầu ngón tay có thêm 9 cây kim bạc, hất tay một cái. Kim bạc bay ra ngoài, đâm vào ngực ba người này. Xoạt, 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 cậu. Ba người trong nháy mắt đứng lên. Lão giả căm tức nhìn Diệp Bắc Minh. Hai thanh niên của điện huyết hồn kia trực tiếp ra tay rút kim bạc. Lão giả lớn tiếng quát, mấy người dừng tay. Kim bạc này phong tỏa kinh mạch chúng ta, một khi nhổ hết, e rằng sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ. Hai thanh niên điện huyết hồn mặt trắng bệch. Tay đang giơ ra rừng giữa không trung. Ánh mắt bọn họ mang theo sự tức giận hung bạo, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ cười, ông thông minh đấy. Không có việc gì thì đừng theo tôi, mấy người cũng chỉ là tép siêu thôi, tôi không hứng thú. Quay về nói với chủ nhân điện huyết hồn, chuyện của mẹ tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điện huyết hồn sớm muộn sẽ biến mất từ Long Quốc. Diệp Bắc Minh tùy ý nói. Nhưng rơi vào lỗ tai ba người lại giống như sấm vậy. Cho điện huyết hồn biến mất. Khẩu khí lớn đấy. Điện huyết hồn đã tồn tại ít nhất 500 năm. Nội tình đáng sợ dọa người. So sánh với những gia tộc cổ võ cũng không kém hơn chút nào. Một mình Diệp Bắc Minh có thể khiến điện huyết hồn biến mất. Nếu điện huyết hồn ra tay, không biết Diệp Bắc Minh sẽ chết như nào, lại còn biến mất. Cười chết mất. Lão giả lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, mày sẽ hối hận vì hành động này. Diệp Bắc Minh nghiêm túc nhìn lão giả, tôi khuyên các người mau đi tìm bác sĩ đi, trong vòng một giờ, không rút kim bạc này ra, cơ thể các người sẽ tự nổ chết. Đương nhiên, ông cũng có thể rút ra luôn, trực tiếp tự nổ. Khóe mắt lão giả híp lại. Chúng ta đi. Ba người nhanh chóng xuống tàu. Sau khi rời khỏi trạm tàu cao tốc, Diệp Bắc Minh không ngăn cản. Ba con tép diêu, anh khinh không buồn giết. Để bọn họ truyền lời, ngược lại có chút tác dụng. Cậu thanh niên trong số đó hỏi, thật hay giả vậy, kim bạc này thật sự không thể rút ra. Lão giả lắc đầu, không kinh khủng như hắn nói,
nhưng bây giờ chúng ta rút hết, chắc chắn cũng sẽ gây nên tổn thương cho cơ thể. Chúng ta đi tìm lão quỷ tinh thông y thuật, ông ta nhất định có cách. Tốc độ ba người rất nhanh. Tiến vào một gara gần trạm tàu cao tốc. Xe chạy tới một khu biệt thự. Một lão già cầm ly thủy tinh, đang uống rượu vang. Ba người nhanh chóng tiến vào phòng khách biệt thự. Rèm cửa xung quanh được kéo lại, phòng khách trong biệt thự tối om. Thậm chí có chút lạnh lẽo. Ba người trực tiếp quỳ xuống đất, lão giả lớn tiếng nói, lão quỷ, cứu mạng. Lão quỷ vô cùng gầy, da bọc xương, giống như đầu lâu vậy. Lão quỷ nói, không phải bảo các người theo dõi Diệp Bắc Minh sao? Mới hơn một giờ, các người đã về rồi. Lão giả vội vàng giải thích rõ ràng một lần chuyện xảy ra ở tàu cao tốc. Ồ, lão quỷ lập tức hứng thú. Ông ta bật cười, còn chuyện này ư, sao tôi không biết, chỉ dựa vào ba cây kim bạc là có thể khiến cơ thể võ giả nổ tung. Diệp Bắc Minh này khẩu khí cũng lớn quá. Ông, qua đây. Lão quỷ chỉ vào lão giả, bảo ông ta tiến lên. Lão giả thầm kêu không ổn rồi. Ông ta có vô vàn suy nghĩ. Nếu như quỷ lão muốn nhổ kim, cơ thể nổ thật thì phải làm sao? Không phải ông ta không tin lão quỷ, mà là sợ Diệp Bắc Minh. Lão giả vội vàng nói, lão quỷ, hay là bảo cậu thanh niên lên trước? Tôi không gấp, ông cứu bọn họ trước đi. Ông ta liếc mắt. Một thanh niên bên cạnh không hiểu suy nghĩ của lão giả, điên cuồng đi đến trước mặt lão quỷ. Lão quỷ vội vàng chìa tay, rút ba cây kim bạc. Nổ hay không? Thử một chút thì biết. Lão quỷ, cậu thanh niên này sợ đến mức mặt trắng bệch a. A, cứu mạng. Một giây, hai giây, ba giây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.